Rồi còn những anh chị em nào đã tham gia đồng hành cùng với nhóm học tập một thời gian thì chúng ta hãy cùng comment số 2 để Dung làm quen với chị em ha. À, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là nhiều anh chị em đã comment. Vâng, hôm nay là một chương trình vô cùng đặc biệt, một chương trình được diễn ra vào quý cuối cùng của năm 2022. Và đây là một chương trình rất là đặc biệt chị em ha. Thế nên là gì, chúng ta hãy nhanh chóng mời tất cả bạn bè, những người thân của chúng ta vào buổi Zoom ngày hôm nay để chúng ta có thể cùng nhau học tập và phát triển lên chị em ha. Rồi, các anh chị em nào mà có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay thì Dung xin chúc mừng cho tất cả các anh chị em. Chúng ta hãy cho chúng ta một tràng pháo tay thật lớn không nào? Chúng ta hãy cho chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để mà hoan nghênh chúng ta đã tham dự buổi Zoom tối ngày hôm nay, mà chúng ta dành thời gian vô cùng đặc biệt này dành cho buổi Zoom ngày hôm nay. Vâng, rất cảm ơn anh chị em ha. Thì bao nhiêu trong số các anh chị em chúng ta có mặt ở đây, chúng ta ra quyết định là buổi tối ngày hôm nay chúng ta tràn đầy năng lượng thì chúng ta hãy thả một bầu trời tim trên khung chat các chị em. Chúng ta hãy thả một bầu trời tim trên khung chat nào. Ôi, vô cùng tuyệt vời chị em. Ngày trước thì khi mà Dung tham gia chương trình Dung đặc biệt như là chương trình buổi tối ngày hôm nay chúng ta tham gia chị em thì Dung rất là vui và hạnh phúc luôn ạ. Vì sau đó nhờ những kiến thức mà nhóm học tập cũng như là câu lạc bộ chia sẻ thì Dung đã có sự thay đổi một cách ngoạn mục. Từ một cô bé, từ một cô gái ha, từ một cô gái khá là e dè, chưa được tích cực thì giờ đây Dung đã mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn lên rất là nhiều. Và Dung cũng xin tự giới thiệu ha. Dung tên đầy đủ là Phạm Thị Kim Dung. Dung sinh năm 1991, thì Dung sinh ra tại quê hương chị Hai Năm Tấn. Các anh chị em có biết là chị Hai Năm Tấn ở đâu không ạ? Chúng ta có biết chị Hai Năm Tấn ở đâu không? Chúng ta có thể comment cho Dung biết được không ạ? Ok chị em ha. Thì Dung sinh ra ở Thái Bình, chính xác rồi, rất là tuyệt vời, chị em chúng ta giỏi quá. Dung sinh ra ở Thái Bình với chị em. Tuy nhiên thì Dung lại lớn lên và học tập cũng như là làm việc và sinh sống tại thành phố Ngàn Hoa, đó chính là thành phố Đà Lạt thân yêu của chúng ta. Và cũng nhờ chương trình 30 ngày thiết kế con đường thành công mà Dung đã có những sự thay đổi vượt bậc. Và một điều đặc biệt là cũng nhờ việc ứng dụng những kiến thức trong buổi Zoom tối đặc biệt này, anh chị em, mà cô con gái của Dung ạ cũng đã có rất là nhiều những sự thay đổi tốt hơn lên rất là nhiều. Từ một cô bé mà hay khóc nhè, hay nũng nịu mẹ, thụ động trong tất cả mọi việc, và giờ đây bạn ấy đã mạnh mẽ hơn, hiểu chuyện hơn, tự giác hơn, tự lập trong tất cả mọi việc, từ việc mà bạn ấy ăn uống hay là tắm gội hay là học tập, và bạn ấy cũng có thể là tự đi đến trường luôn anh chị em. Và với Dung đó là một sự thành công đấy em, một sự thành công rất là lớn khi mà Dung đã được học tập và phát triển cùng với nhóm học tập và cũng ứng dụng những kiến thức này vào việc mà nuôi dạy con cái thông minh thiên tài. Thế nên là gì, các anh chị em hãy cho chúng ta một tràng pháo tay đúng không ạ, có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay, và chúng ta cũng sắp được khám phá những bí kíp vô cùng tuyệt vời rồi ạ. Chúng ta hãy cho chúng ta một tràng pháo tay nào. Vâng, bao nhiêu các anh chị em trong số các anh chị em ở đây chúng ta đồng hành với nhóm học tập với câu lạc bộ rồi, và chúng ta đã có rất là nhiều đã nhận được rất là nhiều những kiến thức, và những cái kiến thức này đã giúp cho chúng ta thay đổi cuộc đời của chúng ta, hoặc là thu hút rất là nhiều tiền và tài sản, thay đổi rất là nhiều về tài chính, đến từ tài chính ạ, đến sức khỏe, đến các mối quan hệ, thì chúng ta hãy comment những cái giá trị mà chúng ta đã nhận được lên khung chat để cho các anh chị em mới tham gia buổi đầu tiên ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn và chúng ta gia tăng cái niềm tin của chúng ta khi tham gia cùng với nhóm học tập ạ. Chúng ta hãy comment những giá trị mà chúng ta đã nhận được trong suốt quá trình chúng ta học tập phát triển cùng với lại nhóm học tập, những sự thay đổi về tài chính ạ, sự thay đổi về sức khỏe, sự thay đổi về mối quan hệ, hoặc là chúng ta thu hút được rất là nhiều tiền bạc, thì chúng ta hãy comment những cái giá trị, những điều mà anh chị đã thay đổi vào trong cái khung chat để mà các anh chị em mới có thể gia tăng cái niềm tin khi mà tham gia học tập cùng với nhóm chị em ha. Rồi, và ngày hôm nay thì khi mà chúng ta biết đến những kiến thức, những bí kíp vô cùng tuyệt vời và đã làm thay đổi hàng triệu con người ngoài kia, và bản thân Dung cũng nhờ những kiến thức này mà Dung đã thay đổi, đã thành công.
Thì Dung tin chắc rằng một điều là gì? Các anh chị em chúng ta cũng có thể làm tốt hơn Dung rất là nhiều khi mà chúng ta tham gia Dung đầy đủ, học tập nghiêm túc trong chuỗi 30 ngày thiết kế con đường thành công. Và trước khi đi vào nội dung chính của ngày hôm nay thì Dung sẽ chia sẻ cho chúng ta một số những cái nội quy của chương trình Dung của chúng ta anh chị em ha. Thế thì tại sao mà Dung lại chia sẻ những cái nội quy này ạ? Điều này để làm gì? Thực ra thì điều này là rất là tốt cho chị em chúng ta thôi, để cho các anh chị em chúng ta học tập nghiêm túc hơn. Vì sao? Vì chúng ta đã dành cái khoảng thời gian quý báu của mình đúng không ạ? Thời gian buổi tối này chúng ta có thể dành cho gia đình đúng không? Tuy nhiên là chúng ta tham gia Zoom đúng không ạ? Chúng ta học tập phát triển bản thân mình lên. Thế nên là gì? Những cái nội quy mà nhóm học tập đưa ra đều nhằm mục đích là gì? Tốt cho các chị em mà thôi. Thì cái việc mà chúng ta hy sinh cái khoảng thời gian quý báu bên gia đình đúng không ạ? Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta đang rất là khát khao thành công, mong muốn có cái sự thay đổi về cuộc sống của mình, về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ của mình, đúng không ạ? Để cho chúng ta được học với một tâm thái tốt nhất và đón nhận được nhiều những cái giá trị nhất, thì sẽ có một số những cái nội dung, những cái nội quy mà Dung sẽ chia sẻ ở phía sau đây chị em ha. Thứ nhất là nhóm học tập thì không buôn bán, kinh doanh bất cứ một cái sản phẩm, dịch vụ gì cho anh chị. Rồi thứ hai, nhóm học tập không phải là một cơ quan đoàn thể, không thuộc bất kỳ một tổ chức, không tuyên truyền bất kỳ một tôn giáo, đạo giáo nào cho các anh chị em. Và nhóm học tập của chúng ta là một môi trường chia sẻ những kiến thức, những tư duy trong kinh doanh, chia sẻ những cái kinh nghiệm để giúp cho các anh chị em chúng ta thành công, làm chủ về tài chính, đúng không ạ? Làm chủ về tài chính của mình, đúng không ạ? Làm chủ cái sự giàu có của mình, làm chủ sức khỏe của mình, làm chủ các mối quan hệ của mình, để cuộc sống của chúng ta ngày càng hạnh phúc hơn, ngày càng khỏe mạnh hơn, ngày càng giàu có hơn các chị em ha. Và nếu như mà các chị em nào chúng ta đồng ý với nội quy của nhóm học tập cũng như là của câu lạc bộ, hãy comment tôi đồng ý với những cái nội quy sau. Thứ nhất đó là gì? Chúng ta không ghi âm, chụp hình hay quay video dưới bất cứ hình thức nào. Và các anh chị hãy mở camera 100% xuyên suốt quá trình mà chúng ta học. Tại sao vậy ạ? Bởi vì khi mà chúng ta mở camera 100% thì đồng nghĩa với việc là chúng ta đang thực sự là tập trung nghiêm túc với việc học của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta tắt camera thì rất có thể là chúng ta đang đi đâu đó và làm một việc gì đó, đúng không ạ? Thế thì chúng có phải là gì, chúng ta đang rất là mất tập trung và không học được tất cả những bài học tuyệt vời, những bài học sâu sắc, thậm chí là chỉ có những cái ý rất là nhỏ thôi nhưng nó lại thay đổi cả cuộc đời của chúng ta. Người ta hay gọi là gì? Nhỏ mà có võ đấy chị em. Thế nên là gì, chúng ta đừng để mất đi cái sự tập trung, làm mất đi những cái giá trị kiến thức mà đáng lẽ ra ngày hôm nay chúng ta có thể nhận được một cách trọn vẹn nhất. Đấy là nội quy thứ nhất chị em ha. Nội quy thứ hai đó là gì, chúng ta đổi tên. Chúng ta đổi tên thì Dung thấy trên màn hình có rất là nhiều cái chị em đổi tên đúng rồi. Tuy nhiên là Dung có vừa lướt ở phía dưới thì lại có một số chị em đổi tên chưa đúng, thì Dung nghĩ rằng đây là các chị em mới tham gia buổi ngày hôm nay đúng không ạ? Thế thì Dung sẽ chia sẻ cho chúng ta cách chúng ta đổi một cái tên đúng để mà chúng ta được hỗ trợ một cách tốt nhất các chị em ha. Thì tên đúng của chúng ta như sau: chúng ta sẽ có số nhóm đúng không ạ? Chúng ta sẽ có số nhóm, sau đó chúng ta sẽ xếp gạch ở phía dưới đó, họ tên của chúng ta, và chúng ta xếp gạch thêm một lần nữa tên của vị nhóm trưởng hoặc là người bạn mà gửi link, người bạn hướng dẫn cho chúng ta, để người bạn hướng dẫn có thể hỗ trợ chúng ta một cách tốt nhất các chị em. Và chúng ta nhớ là gì, chúng ta nhớ phải đổi tên đúng, không là ban tổ chức sẽ mời ra chị em. Và cái việc mà chúng ta bị mời ra như vậy thì nó sẽ làm gián đoạn cái quá trình mà thu nạp những kiến thức của chúng ta ạ. Rồi thứ ba đó là gì, chúng ta hạn chế sử dụng điện thoại để chúng ta tập trung vào bài học của chúng ta ạ. Như ban đầu chúng ta nói đúng không, chúng ta đã dành một khoảng thời gian để mà chúng ta học tập phát triển mình lên đó, thế thì chúng ta hãy dành một cách trọn vẹn nhất đúng không ạ? Chúng ta tập trung 100 thì kết quả 100% vậy mà tập trung 100% kết quả 1.000% luôn. Rồi thứ tư là gì, chúng ta không comment số điện thoại, thông tin cá nhân của chúng ta lên khung chat. Vì sao ạ? Vì rất có thể là gì, chúng ta khi mà chúng ta để lộ thông tin như vậy thì có những điều mà chưa ok sẽ xảy đến với chúng ta đúng không ạ? Rồi một cái tiếp theo nữa là gì, chúng ta cần phải chuẩn bị vở đầy đủ để chúng ta ghi chép bài cẩn thận, và đừng quên là chúng ta cần chuẩn bị cho mình một ly nước để mà chúng ta có thể duy trì sự tỉnh táo đúng không ạ, trong quá trình mà chúng ta học đó. Thế thì Dung vừa chia sẻ chúng ta các cái quy định của nhóm học tập, thế thì bao nhiêu trong số các anh chị em chúng ta đây
chúng ta đồng ý với lại nội quy của nhóm học tập, chúng ta hãy comment tôi đồng ý với nội quy của nhóm học tập với chị em. À, nếu chúng ta đồng ý thì chúng ta hãy comment là tôi đồng ý với nội quy của nhóm học tập. Còn nếu như mà các chị em chưa đồng ý đúng không ạ? Thì Dung xin phép hẹn gặp các chị em ở những cái buổi Zoom khác các chị em ha. À, chúng ta không đồng ý thì thôi cũng không sao cả. Buổi Zoom này để mà chia sẻ những kiến thức, những giá trị cho chúng ta mà. Chúng ta không đồng ý thì chúng ta có thể thoát ra và chúng ta gặp nhau ở những buổi Zoom khác. Không có gì hết các chị em ha. Thế thì chúng ta hãy comment, nhanh chóng comment đúng không ạ? Dung nhìn thấy ở đây có 320 các chị em tham gia rồi. Và Dung mong muốn nhận được 320 comment tôi đồng ý với nội quy của nhóm học tập ạ. Rồi, bao nhiêu các chị em, bao nhiêu trong số các chị em chúng ta mong muốn có một cuộc sống thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc một cách trọn vẹn thì hãy giơ tay lên và nói tôi. Chúng ta hãy nói tôi ha. Bao nhiêu các chị em mong muốn có một cuộc sống thành công, giàu có, hạnh phúc, khỏe mạnh một cách trọn vẹn thì hãy giơ tay lên và nói tôi cho Dung được nhìn thấy không ạ? Rất là tuyệt vời chị em, rất tuyệt vời luôn. Rồi các chị em ơi, chúng ta muốn lương nặng thì chúng ta cần phải có gì ạ? Chúng ta muốn lương nặng thì chúng ta cần phải có năng lượng đúng không ạ? Thế nên là gì, chúng ta cần bao nhiêu năng lượng đây để các chị em có thể dành cho buổi tối ngày hôm nay ạ? Chúng ta cần bao nhiêu năng lượng ạ? Chúng ta cần bao nhiêu năng lượng để cho chúng ta có thể dành toàn bộ cái năng lượng của mình cho buổi tối ngày hôm nay? Chúng ta cần 100% năng lượng chị em ha. Hãy comment tôi năng lượng 100% để chúng ta có năng lượng ta học tập phát triển bản thân mình mỗi ngày. Rồi, rất là tuyệt vời, chúng ta thấy những comment của anh chị tuyệt vời quá luôn. Ok, cảm ơn anh chị ha. Rồi, xin chúc mừng tất cả chị em đã có mặt trong buổi Zoom tối của chúng ta ngày hôm nay với chuỗi kiến thức 30 ngày thiết kế con đường thành công. Chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta đã sẵn sàng với buổi tối ngày hôm nay chưa? Rồi, để cho chúng ta có nhiều thời gian học tập mà thời nhiều thời gian để mà chúng ta tiếp nạp những kiến thức thì Dung xin phép mời một người vô cùng tuyệt vời, một người dẫn đường chỉ lối, một ngọn hải đăng của nhóm chúng ta, 1 triệu phú đô la, vô cùng thành công, vô cùng giàu có, vô cùng xinh đẹp, vô cùng hạnh phúc với những kiến thức kinh doanh thực tế, uyên thâm với nhiều những cái trải nghiệm vô cùng giá trị. Dung xin mời vị nhóm trưởng chúng ta, doanh nhân trẻ Miss Thanh Tú lên chia sẻ những kiến thức vô cùng giá trị cho chúng ta nhé. Và chúng ta hãy thả một bầu trời tim và hoa để chào đón vị nhóm trưởng vô cùng tuyệt vời của chúng ta. Chúng ta nhanh chóng lên, chúng ta muốn Miss Thanh Tú nhanh chóng xuất hiện, chúng ta phải nhanh chóng thả tim và hoa. Chúng ta thể hiện cái lòng thành của chúng ta đúng không ạ? Để mà chúng ta mời Miss Thanh Tú lên để Miss Thanh Tú có thể chia sẻ những kiến thức vô cùng tuyệt vời này đến với chúng ta. Vâng ạ, Dung xin mời nhóm trưởng doanh nhân Miss Thanh Tú lên chia sẻ những kiến thức cho nhóm học tập của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, xin phép mời Miss Thanh Tú ạ. Rồi, ok, vô cùng tuyệt vời. Xin cảm ơn cái sự chia sẻ đầu giờ của doanh nhân MC chị Kim Dung dùng ạ. Chúng ta hãy gửi những cái đóa hoa cũng như những cái trái tim, gửi lời cảm ơn tới doanh nhân cũng như MC chị Kim Dung đã có cái phần chia sẻ cũng như là phổ biến nội quy học tập của chúng ta trong buổi tối vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay dùng ạ. Rồi, xin chào và chào mừng tất cả anh chị em của chúng ta quay trở lại với buổi Zoom tối ngày hôm nay. Với gì ạ? Chuỗi hành trình thiết kế con đường thành công anh chị, và với ngày số 2 là gì ạ? Đó chính là thiết lập mục tiêu thông minh được không anh chị? Và Tú sẽ cho chúng ta một vài một phút anh chị ha, để chúng ta ổn định lại chỗ ngồi của mình, bật camera lên và chuẩn bị giấy bút cũng như là gì ạ, chuẩn bị nước để chúng ta bắt đầu cái buổi Zoom tuyệt vời ngày hôm nay Dũng ạ. Rồi, cho phép tôi được hỏi là bao nhiêu trong số anh chị ở đây ngày hôm qua sau khi kết thúc buổi Zoom hành trình xây dựng sự giàu có, và có hai cái có một cái bước đầu tiên ấy, chính là cái bước mà chúng ta về và định vị lại chính mình, thì bao nhiêu trong số anh chị ở đây là chúng ta đã làm xong cái bài tập đó thì comment phím số 1 được không ạ? Anh chị chúng ta đã làm rồi, comment số 1 anh chị nha. Rồi, bao nhiêu trong số anh chị chúng ta chưa làm thì comment số 0 gì ạ? Chúng ta chung thật với nhau anh chị ha, chúng ta chung thật với nhau nha. Vậy nếu chúng ta chưa làm thì sao anh chị? Không sao hết.
À không sao hết anh chị à. À, có thể là ngày trước chúng ta đi học đó anh chị. À, thì cái việc mà chúng ta không làm bài tập thì chúng ta sẽ bị gì ạ? À sẽ được cô giáo cho điểm kém, điểm thấp. À, nhưng mà khi mà chúng ta ra đời anh chị nghĩ là khi mình học ở nhà trường thì nó khác. Nhưng khi mà chúng ta bước ra khỏi ghế nhà trường rồi thì cái việc mà chúng ta có làm hay không nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là chúng ta có gọi là mình phải chịu trách nhiệm với cái kết quả của mình anh chị ha. Cái lúc này cái điểm số là bao nhiêu, đề bài là gì và ai là người giải đề bài đó và điểm số là bao nhiêu sẽ được ai quyết định anh chị? À được chính mình quyết định anh chị ha. Đó chính là lý do vì sao chúng ta cần phải chịu trách nhiệm với mọi cái hành động của mình, với mọi cái suy nghĩ của mình, với mọi cái lời nói và với mọi cái sự cam kết của mình. Nên là giờ chúng ta hãy nhanh chóng giờ trong buổi tối ngày hôm nay hoặc ngày mai chúng ta cần phải nhanh chóng là làm ngay cái bài tập đó anh chị nha. Tại vì nếu không thì những cái bước về sau hay thậm chí là bây giờ anh chị có thể đạt được cái mục tiêu tài chính của mình trong 30 ngày. 30 ngày tiếp theo. Nhưng mà câu hỏi đặt ra chính là những cái mục tiêu lớn hơn như mục tiêu 6 tháng hay mục tiêu 5 anh chị. Thì chúng ta sẽ rất là khó có thể đạt được bởi vì chúng ta thiếu cái động lực và thiếu cái lý do anh chị. Và chúng ta không biết rằng là mình phải nỗ lực mỗi ngày vì điều gì. Để trở thành con người như thế nào và với một cái phong cách sống như thế nào. Chúng ta thiếu gì ạ? À, thiếu cái động lực và thiếu cái lý do. Còn bây giờ chúng ta có mục tiêu 30 ngày thì mình chỉ có cái nhu cầu đạt được mục tiêu 30 ngày thôi. Đó chính là lý do vì sao tôi yêu cầu tất cả anh chị mà cần phải làm cái bài tập. Bước đó chính là bước định vị chính mình ha. Và chúng ta nên gì ạ? Lên thảo luận với những người bạn của mình. Ví dụ một số anh chị em bảo là bạn mới hôm nay bạn mình mới vào đồng ngày đầu tiên đúng không? Chúng ta có thể là sau kết thúc Zoom hỏi những người bạn của mình cái đường link xem lại livestream ngày hôm qua. Và sau đó mình xem xong rồi ngày mai là ngày Chủ nhật. Thì theo đúng cái lịch của nhóm học tập của chúng ta chính là gì ạ? Là từ thứ hai tới thứ sáu thì các anh chị sẽ gặp Tú mà. Và thứ bảy Chủ nhật anh chị sẽ gặp các anh chị trong nhóm học tập của mình ôn tập với nhau và cùng nhau đưa ra cách ứng dụng làm sao cho có kết quả. Nhưng bởi vì ngày hôm qua chúng ta bắt đầu ngày số 1 là ngày thứ sáu anh chị. Nên là hôm nay chúng ta cũng bắt đầu ngày số 2 luôn. Nhưng mà ngày mai và sang tuần sau thì chúng ta sẽ đúng cái lịch của mình anh chị ha. Ngày mai chúng ta sẽ cùng ôn tập với những người bạn của mình. Ôn tập với những người bạn của mình và cùng nhau làm bài tập. Không chỉ là ngày số 1 mà có ba ngày sang hôm nay nữa được không ạ? Rồi bao nhiêu trong số anh chị chúng ta cam kết rằng là mình sẽ có trách nhiệm và mình cũng sẽ nghiêm túc hơn sau ngày hôm nay. Và mình sẽ hành động ngay. Ngay bây giờ lúc này thì comment phim số 8 anh chị ha. Làm bài tập ngay anh chị. Bởi vì sao anh chị biết không? Kiến thức là sức mạnh. Nhưng mà nó không, nếu mà kiến thức đó không được ứng dụng thì nó cũng không được mạnh lắm anh chị ạ. Kiến thức nó chỉ trở thành sức mạnh khi và chỉ khi gì ạ? Chúng ta phải có một cái hành động với cái kiến thức đấy anh chị. Trí tuệ và kiến thức còn hơn sức mạnh của cơ bắp anh chị. Nhưng mà nó chỉ có thể là trở thành cái kết quả khi và chỉ khi chúng ta hành động thôi. Được không ạ? Rồi nhớ nha, nên thứ hai tôi hỏi lại đấy. Rồi bao nhiêu trong số anh chị đây hôm nay chúng ta có một ngày thứ bảy vô cùng tuyệt vời. Và bao nhiêu trong số anh chị đây hôm nay chúng ta ra quyết định rằng là chúng ta sẽ học được rất nhiều những cái bài học vô cùng tuyệt vời và nâng cao tư duy trí tuệ của mình. Cũng như giúp cho mình tăng trưởng về cái con số lợi nhuận, cũng như cải thiện về sức khỏe và cải thiện về mối quan hệ của chúng ta nè. Sức khỏe, mối quan hệ và tài chính là ba cái yếu tố anh chị cực kỳ quan trọng luôn. Thiếu một trong ba cũng không được anh chị ha. Và chúng ta mong muốn rằng là gì ạ? Người thành công tiếp theo khi mà sau này được lên chia sẻ như chị Kim Dung, MC chị Kim Dung hay là MC chị Nguyễn Hoàng hôm qua chia sẻ kết quả thành công của mình trong một cái hành trình học tập cùng với nhóm học tập của chúng ta thông qua các cái buổi Zoom sáng, Zoom tối và Zoom về chương trình Zoom 60 ngày thì họ đã có những kết quả rất là tuyệt vời. Thì bao nhiêu trong số anh chị đang mong muốn mình là người tiếp theo có cái cơ hội được lên và chia sẻ cái sự thành công đó thì comment và nói tôi vậy không ạ? Đấy, và chúng ta cần phải ra một cái quyết định anh chị ha. Bất kỳ giây phút nào chúng ta trước khi làm một việc gì đó anh chị, chúng ta cần phải ra quyết định là gì ạ? Chúng ta phải hoàn thành cái kết quả của cái việc mà cái kết quả mà chúng ta mong muốn sau khi chúng ta làm việc đó là gì anh chị? Giống như anh chị học cái chương trình Zoom này cùng với nhóm học tập thì chúng ta cần phải gì ạ? Có một cái mục tiêu cụ thể, có một cái quyết định cụ thể rằng là chúng ta muốn cái điều gì sau 30 ngày. Được không ạ? Chúng ta cần phải ra quyết định rằng là chúng ta gì ạ? Có thể đạt được tất cả mục tiêu tài chính của mình trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 và sẽ làm bước đà nền tảng cho năm 2023 anh chị ha.
thịnh vượng hơn, giàu có hơn, tự do hơn, hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn, đúng không ạ? Ok, vô cùng tuyệt vời, và chúc tất cả anh chị em trong dung của chúng ta buổi tối trang cho năng lượng, thành công, giàu có và hạnh phúc cho mọi anh chị ha. Và anh chị nhớ nha, năng lượng đỉnh cao thì tạo nên thành công đỉnh cao anh chị ha. Năng lượng càng nhiều thì thành công càng lớn. Người thành công và người thất bại hơn nhau chính là gì ạ? Năng lượng ai cao hơn thì người đó chiến thắng anh chị. Người nào có năng lượng cao hơn thì người đó chiến thắng, đúng không ạ? Nên chúng ta cần phải ra quyết định mình là người chiến thắng và phải nằm trong top gì ạ? 5% dân số. Những cái người mà giàu nhất trên thế giới anh chị ha. Và một cái điều rất là quan trọng anh chị chính là đó chính là những cái người mà thành công anh chị thì họ không làm những cái hành động, hay họ không có những cái thói quen và suy nghĩ giống như những người thất bại anh chị. Chính như vậy là những người thành công là những người như thế nào ạ? Có năng lượng cao hay năng lượng không cao anh chị? Có năng lượng cao hay năng lượng không cao anh chị? Năng lượng cao hay không cao ạ? Năng lượng cực kỳ cao anh chị ha. Nếu chúng ta high five với chính mình là gì ạ? Năng lượng đỉnh cao, thành công đỉnh cao đúng không ạ? Hay một số anh chị chúng ta có dấu hiệu là rồi, mời anh chị dùng một ly nước nha. Chúng ta hãy ghi góp một ly nước anh chị ha, rót một ly nước đúng không ạ? Năng lượng đỉnh cao thì thành công đỉnh cao anh chị ha. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với ngày số 2 trong cái chương trình thiết kế gì ạ? Con đường thành công của chúng ta đúng không ạ? Và cái nội dung ngày hôm nay là vô cùng quan trọng anh chị ha. Vì nếu chúng ta bỏ qua cái nội dung ngày hôm nay và gọi là bỏ lỡ, hoặc thậm chí là mình nghe nhưng mà không chạy nghe, thì những cái ngày về sau chúng ta cũng không, những cái ngày sau chúng ta học nó cũng không được hiệu quả anh chị ha. Có một cái lý do anh chị là tại nhiều người lại không đạt được cái điều mà họ mong muốn. Lý do vì sao mà nhiều người họ không đạt được cái điều họ mong muốn anh chị? Nhiều người họ cảm thấy không vui với cái cuộc sống này, họ cảm thấy, thậm chí là họ cảm thấy lo lắng về tương lai của mình, họ cảm thấy gọi là bất an, thậm chí là họ cảm thấy gì ạ, hoang mang, và cảm thấy gì ạ, bên trong rất là bồn chồn. Và cái điều đó đến từ đâu anh chị không ạ? Cái điều đó nó đến từ cái việc đó chính là gì ạ? Đó chính là bởi vì họ không đạt được mục tiêu của mình, họ không đạt được những cái điều họ mong muốn, họ không hoàn thành được cái mục tiêu mà họ đã đề ra. Và làm cho họ cảm thấy gì ạ? Cực kỳ hoang mang về tương lai phía trước, và bởi vì họ cảm thấy là không có niềm tin vào chính mình có thể làm được bất cứ điều gì hết. Và họ gì ạ? Và họ luôn, lý do mà họ luôn hoang mang và luôn không thoải mái và không cảm thấy bình an là bởi vì chính bởi vì họ tập trung vào những cái điều mà trách móc mình, không công nhận mình. Chính vì vậy là sao ạ? Thì những cái điều như quy luật tập trung đúng không ạ? Cái gì tập trung thì cái đó mở rộng. Thì khi đó là những cái điều cũng họ cũng không mong muốn lại tiếp tục đến với họ nhiều hơn. Và thì có một cái điều như vậy nha anh chị. Vậy thì để mà chúng ta không bao giờ phải trải qua cái cảm giác là thất vọng nè, luyến tiếc nè, tiếc nuối, thì chúng ta cần phải có gì ạ? Chúng ta cần phải có một mục tiêu anh chị ha. Chúng ta cần phải có mục tiêu cho chính mình, mục tiêu cho cuộc đời của mình được không ạ? Bởi vì một trong những cái lý do mà tại sao rất là nhiều người họ không đạt được cái điều họ muốn anh chị là bởi vì họ không biết là họ muốn cái gì được. Anh chị có cảm thấy lo lắng và hoang mang khi mà chúng ta mỗi buổi sáng thức dậy mà chúng ta không biết là chúng ta gì ạ? Đang đi làm việc rất là chăm chỉ mà mình cũng không biết là mình đang hướng tới điều gì luôn. Mình chỉ biết rằng là cuối tháng có tiền thôi. Xong rồi đầu tháng lại tiếp tục với cái công việc đầu tháng là giao ban rồi họp hành, xong rồi làm việc, xong rồi cuối tháng nhận tiền. Thì chúng ta có cảm thấy là mình bị hoang mang không chị? Có chứ. Và cái điều đó, và chúng ta nếu chúng ta không muốn trải qua cái cảm giác đó thì chỉ có một cái cách duy nhất anh chị, chính là chúng ta cần phải có mục tiêu. Chúng ta cần phải biết là mình muốn cái gì. Chúng ta cần phải thiết lập ra được cho mình một cái mục tiêu anh chị ha. Đó chính là do mình, nếu mà chúng ta không mục tiêu, chúng ta sẽ trải qua cái cảm giác mà như tôi vừa nói đấy. Và có một cái sự khác biệt anh chị giữa người hy vọng một cái người chiến thắng là hai cái trường phái hoàn toàn khác nhau anh chị. Đó chính là sự thành công giữa một cái người hy vọng và một người chiến thắng, đó chính là cái sự khác biệt giữa hai cái người đó, chính là một bên những cái người chiến thắng thì họ là người thành công, còn cái người mà hy vọng thì họ là người thất bại anh chị. Bởi vì sao anh chị? Tại sao lại nói như vậy? Hy vọng là một cái góc nhìn rất là tích cực anh chị ha. Chúng ta hy vọng là một tương lai sáng hơn, một cái mức thu nhập cao hơn, một cuộc sống gì màu hồng hơn, hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn.
Hy vọng là một cái suy nghĩ tích cực anh chị ha. Tất cả chúng ta đều hy vọng là tương lai mình sẽ thay đổi, rồi tương lai mình sẽ tốt hơn. Nhưng có một sự thật là gì anh chị biết không ạ? Là xã hội thì không có một cái gì thay đổi hết nếu chúng ta chỉ hy vọng thôi. Hy vọng phải kèm theo hành động anh chị. Vậy thì điều gì khiến cho chúng ta phải tốt hơn mỗi ngày? Khi mà chúng ta bắt đầu có những hy vọng anh chị, làm thế nào để có thể tốt lên đây anh chị? Tương lai của chúng ta, tương lai của mọi người sẽ thay đổi tốt lên, tuyệt vời hơn. Thì nó sẽ không có đến quá nhiều từ hy vọng đâu. Nó không đến quá nhiều từ hy vọng anh chị ha. Mà nó đến từ cái việc là chúng ta cần phải có một mục tiêu và phải lên một cái kế hoạch hành động, một cái chiến lược hành động cụ thể được mà. Và thực thi nó. Và có một cái câu nói trong quyển sách của bác Jim Rohn anh chị. Bác có nói như sau. Nếu mà con người mà không có mục tiêu, không có tầm nhìn đi, thì con người sẽ bị diệt vong và bị hủy hoại. Đấy. Bác có nói trong quyển sách gì, 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc anh chị ha. Bác nói rằng nếu mà con người, một cái con người mà chúng ta không có mục tiêu, không có hoài bão, không có tầm nhìn, thì cái người đó sẽ dần dần sẽ giống như là gọi là héo mòn anh chị. Và chúng ta cứ nhìn đi, có là những cái ông bà của mình đi đi trước cái thời kỳ trước ấy, là sau khi về hưu rồi chúng ta thấy là ngày càng là không khỏe mạnh dần lên, rồi thấy là cuộc sống lúc trước đi làm thì rất là, mặc dù là làm cũng có hơi cực ấy, nhưng mà vẫn thấy họ có niềm vui gì đó. Nhưng sau khi họ về hưu rồi, họ chỉ ngồi trước nhà và ngóng mọi người đi qua đi lại, thậm chí là chỉ tưới cây xong đi lên đi xuống. Và cuộc đời rất là kiểu như rất là không có happy ấy anh chị. Không happy ấy, bởi vì không có mục tiêu và không còn hoài bão nữa, và cũng không có một cái tầm nhìn là mình cần phải làm gì để thay đổi cái kết quả ngày hôm nay. Và việc của chúng ta là gì? Nếu như bạn mà chỉ ngồi đó và tập trung vào những cái điều tích cực anh chị, điều đó nó sẽ rất là tốt. Luôn luôn hy vọng những điều tốt đẹp anh chị ha, nó rất là tốt luôn. Năm nay là sẽ có những cái cơ hội mới, năm nay mình sẽ kiếm nhiều tiền hơn, mình sẽ có mức thu nhập cao hơn, mình sẽ được thăng quan tiến chức nè, công việc kinh doanh của mình thuận lợi hơn, rất là tuyệt vời. Tất cả những hy vọng nó đều tốt anh chị ha, chỉ có điều là nó không tạo được kết quả anh chị, nó không tạo được kết quả, nó không giúp chúng ta đạt được cái gì ạ? Đạt được cái sự thành công và giàu có cho tương lai hoàng, gọi là huy hoàng của mình đấy. Và cái kết quả anh chị, cái kết quả trong tương lai của chúng ta ấy, có giàu hay không, có khỏe mạnh hay không, và cái kết quả mà trong tương lai của chúng ta sẽ đến từ cái việc là chúng ta cần phải có một cái kế hoạch, cần phải có một cái chiến lược, cần phải có một cái tầm nhìn rõ ràng và cụ thể thông qua cái việc thiết lập mục tiêu anh chị ha. Một trong những cái kế hoạch mà chúng ta cần phải làm thật là tốt, cực kỳ, đó chính là gì ạ? Mục tiêu về tài chính anh chị. Có rất nhiều mục tiêu về mối quan hệ, mục tiêu về sức khỏe, mục tiêu ba la ba la, rất nhiều mục tiêu anh chị. Nhưng một trong những cái mục tiêu mà chúng ta cần phải gì ạ? Thiết lập đầu tiên trước, cực kỳ quan trọng luôn, phải lên kế hoạch cho cái mục tiêu này. Chính là chúng ta cần phải thiết lập mục tiêu về tài chính. Đó chính là cái việc mà chúng ta cần phải làm chủ cái sự thịnh vượng của mình, cái sự thành công của mình, cái sự thành công về tài chính của mình và cái sự giàu có của mình được không ạ? Mình phải có một cái mục tiêu liên quan về kinh tế của mình. Chúng ta phải hoàn thành xuất sắc cái gọi là cái kinh tế của mình và gia đình mình anh chị ha. Bao nhiêu trong số anh chị đồng ý với Tú rằng là cái việc chúng ta thành công về tài chính, ưu tiên cái việc mà thiết lập cái mục tiêu thành công về cái kinh tế của mình là vô cùng quan trọng, thì hãy comment giúp Tú là gì ạ? Thành công về tài chính rồi ạ. Thành công về tài chính anh chị ha. Bởi vì sao anh chị biết không? Bởi vì tất cả những cái điều mà chúng ta vẫn những cái điều mà đang xung quanh chúng ta, những cái vật chất, những cái đồ dùng, những cái thiết bị mà chúng ta sử dụng mỗi ngày, hay cái việc mà chúng ta mở mắt ra anh chị, chúng ta sử dụng tiền, thì tất cả mọi thứ anh chị ha, đều chúng ta đều phải sống bằng tiền. Không ai mà không sống bằng tiền anh chị ạ. Vậy thì nếu mà chúng ta có những cái mục tiêu, chúng ta cần phải hiểu và làm chủ được cái kiến, phải làm chủ về kinh tế của mình đầu tiên. Nếu mà ai đó nói với Tú rằng là tiền không quan trọng ấy, thì anh chị thử ngày mai xem, không đóng tiền điện xem, rồi không đóng tiền wifi xem, rồi tối mai có vào Zoom được không, rồi không đóng tiền điện nước xem, rồi xem mà sáng mai có nước để rửa mặt hay không, rồi không đóng tiền điện xem ngày mai có đèn điện để mở buổi tối hay không. Có rất là nhiều người thậm chí còn nói là tiền nhiều để làm gì.
thì những câu nói đó, tôi nói thật là chỉ có những cái người mà họ gọi là ngụy biện, bao biện cho cái sự mà kém năng lực của mình thôi, thì họ mới nói cái câu là tiền nhiều cho làm gì anh chị ơi. Chứ những người thành công người ta rất hiểu cái giá trị và cái sức mạnh của đồng tiền. Sức mạnh của đồng tiền anh chị ha, họ rất hiểu rõ cái giá trị và sức mạnh của đồng tiền. Có nghĩa là không phải có tiền mình mới hạnh phúc anh chị ha. Có nghĩa là có rất là nhiều người bảo là tiền thì không có tiền rồi là cái người đó sẽ mất đi cái tính cách, là thậm chí là mình sẽ được cái này nhưng mất cái kia. Có tiền thì không có tài, không có tài hạnh phúc. Nhưng cái đó là do gì ạ? Do mình quyết định thôi anh chị. Hôm nay ta đã học về cái nội dung mà tôi có chia sẻ. Vào thời khắc mà chúng ta ra quyết định thì số mệnh của mình được hình thành. Và trong những cái ngày tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với anh chị sâu hơn về cái câu nói ngày hôm qua. Bởi vì nó có một cái cơ chế. Và nếu chúng ta nắm vững và hiểu rõ được cái cơ chế vận hành của luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức ấy, chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được bất kỳ một cái kết quả thành công và đạt được bất kỳ mục tiêu nào chúng ta mong muốn thông qua sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn được mà. Nghe một số anh chị nghe vậy kiểu như vi diệu, nhưng không anh chị, nó là một cái bí mật, nó là một cái bí mật gọi là của hàng nghìn năm nay, và tất cả những người thành công trên giới họ đều biết, chỉ có điều mình không biết. Và bởi vì mình không biết nên mình mới chưa thành công đấy. Và việc của chúng ta chính là bổ sung cái kiến thức, cái dữ liệu, cái thông tin mà chúng ta đang thiếu. Mà cái thông tin dữ liệu đó phải đến từ những người thành công anh chị. Được không ạ? Tiền cực kỳ quan trọng anh chị ha. Và tiền nó không có làm gọi là nó tiền nó không có một cái gọi là cái ma thuật nào mà làm cho một cái người mà từ một người tốt mà thành người không tốt được anh chị. Có một cái câu nói tôi rất là tâm đắc trong cái sách Bí mật tiêu triệu phú. Bác sĩ Hai Cơ có nói là tiền không có xấu, mà tiền chỉ khuếch đại lên cái tính cách của cái người đó thôi. Nên nếu người đó là một người tốt thì tiền đến với họ là một cái công cụ giúp cho họ hạnh phúc hơn, thành công hơn, giúp đỡ xã hội nhiều hơn. Nhưng nếu mà người đó là một người tâm cũng đang sáng dần lên anh chị, thì tiền đến với họ thì sao ạ? Thì vũ trụ bằng một cách tuyệt vời nào đó thì sẽ gì ạ? Lấy bớt đi. Giống như câu chuyện là ví dụ cây súng đi anh chị, cây súng mà đưa cho anh công an thì nó là gì ạ? Nó là gọi là một cái gì đó bảo vệ người dân đúng không? Nhưng nếu mà nó đưa cho một cái người mà gọi là không tốt đi thì cái đó nó lại là chưa an toàn. Nên cái việc mà tiền hay là bất kỳ một cái vật dụng nào thì nó không có lỗi anh chị, tại vì nó là một cái vật vô tri vô giác mà, chỉ có mình là mình sử dụng nó như thế nào thôi. Đúng rồi, nhưng mà tôi muốn nhắc lại lần nữa là tiền cực kỳ quan trọng nha anh chị ha. Đối ở sống chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà tất cả mọi thứ đều phải trả bằng tiền. Zoom cũng phải trả tiền đây nha. Anh chị vào Zoom thì anh chị không tốn tiền, chứ người mở Zoom thì tốn tiền đấy. Tiền điện cũng phải trả nè. Tiền wifi, tiền nước vẫn phải trả mà anh chị. Thậm chí là thử không có tiền rồi chắc là anh chị đổ nước lã vô cho xe chạy như sao. Đâu à, tiền rất quan trọng anh chị ha. Chúng ta phải có một cái góc nhìn. Và chúng ta cũng đừng bao giờ có cái khái niệm là làm giàu bằng một cách bất nhân anh chị ha. Làm giàu một cách gì đó không ok thì mới giàu anh chị, không có đâu. Cái đó là cái khái niệm tư duy gọi là không, từ cái thời mà xa xưa lắm rồi. Cái thời kỳ này anh chị là cái thời kỳ là phải làm ăn chân chính nè, làm việc tốt nè, phải có giá trị với xã hội nè, kinh doanh phải chính trực, phải gọi là chân thành, phải uy tín nè, phải có đạo đức nè thì mới có thể thành công được. Chứ làm gì có câu chuyện mà thời đại này mà bảo là có thể là như cái này như kia mà thành công được, không có anh chị ạ. Đúng không ạ? Và hầu hết anh chị, tất cả mọi người đều không thành công về tài chính bởi vì họ không có một cái mục tiêu về tài chính thôi. Đúng không ạ? Bởi vì họ không bao giờ có nhu cầu thiết lập mục tiêu về tài chính anh chị. Đấy. Và chính bởi vì vậy anh chị, chính bởi vì một cái chuỗi ngày họ không thiết lập được mục tiêu tài chính. Giống như chúng ta, giống như một số anh chị trong phòng Zoom này nè, ngày hôm nay mình khi mình nghe thiết lập được mục tiêu tài chính thì mình nghe mình cũng thấy có vẻ hay đấy, nhưng mà để coi như thế nào, kiểu thế. Và có rất là nhiều người anh chị khi mà họ không đạt được mục tiêu tài chính mà họ liên tục trong một thời gian anh chị ha, thì họ bị thiếu thốn về tài chính và họ bị khủng hoảng. Nên chúng ta hay nghe là cái gì bị stress ấy, khủng hoảng tinh thần nè. Bởi vì vậy anh chị ha, chúng ta cần phải mặc định và chúng ta cần phải có những cái suy nghĩ khác biệt của
những cái người khác so với những người mà nằm trong top 95% số, là cái giây phút mà chúng ta đã quyết định rằng là chúng ta gì ạ, là người thành công, là người giàu có trong buổi tối ngày hôm qua. Thì cái giây phút này là cái giây phút từ hôm qua đến ngày hôm nay và mãi về sau, chúng ta cần phải có gì ạ, những cái hành động của những người thành công, những cái suy nghĩ của những người thành công, và không phải là của những người không thành công. Tại vì không có một người thành công nào mà làm việc hay là kinh doanh hay đi làm, hay là họ có những cái hoạt động kinh doanh công ty doanh nghiệp của họ mà họ là không có mục tiêu vậy anh chị. Giống như chúng ta thấy có mục tiêu kinh doanh theo quý đúng không, kinh doanh tính doanh thu, đặt mục tiêu doanh thu năm nè, được không ạ? Đấy, được không ạ? Chính như vậy là chúng ta bắt đầu là chúng ta sẽ có những cái mục tiêu anh chị ha. Và gì anh chị biết không ạ? Chúng ta có một cái quyền năng nữa rất là tuyệt vời, một cái quyền năng rất là tuyệt vời, vô cùng lớn, là quyền năng được lựa chọn và ra quyết định anh chị ha. Một cái quyền năng được ước mơ nè, quyền năng được theo đuổi cái mục tiêu của mình nè. Và cái hoài bão của mình nè anh chị, những ai kiên trì kiên định và nhất quán với mục tiêu của mình thì một cái điều rất là tuyệt vời, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ đạt được mục tiêu của mình. Rồi chúng ta hãy nhớ là đi anh chị, ước mơ và hoài bão của mình. Giấc mơ, thậm chí có những người họ nói giấc mơ là một thứ xa xỉ. Ước mơ hoài bão một cái đó rất là xa xỉ, và gọi là the dream anh chị, my dream rồi your dream ấy. Thì họ nghe họ cảm thấy là cái gì đó rất là xa vời. Tại ước mơ là nghe theo cái góc nhìn của những người đó, là của những anh chị đó, những cái người mà chưa thành công đó chính là chưa đạt được. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ là đi anh chị, và chúng ta hãy quan sát cái sự phát triển của con người, của nhân loại trong xuyên suốt từ ngay giây phút này và 1.000 năm trước anh chị ha. Chúng ta sẽ thấy có những cái sự thay đổi gì đây. Anh chị thấy là bây giờ chúng ta có thể gì ạ? Ngày xưa mà để chúng ta gặp được nhau, chúng ta phải gì ạ? Có những phương tiện nào anh chị? Đi bộ, cưỡi ngựa, đi xe ngựa, đi thuyền, thuyền mà chèo ấy nha. Và nếu chúng ta muốn gọi cho nhau, gặp nói chuyện với nhau thì phải gửi thư. Thậm chí là gửi thư đầu tháng, cuối tháng sau mới nhận được. Rồi chúng ta thấy là bây giờ chúng ta mà muốn đi từ Việt Nam sang châu Âu thì khả năng cao là chúng ta không thể nào đi bộ được. Thời kỳ trước mà chúng ta phải đi bằng những cái phương tiện như tôi vừa nói đấy. Một là đi bộ, hai là đi bằng ngựa. Và thậm chí là bây giờ cơ sở vật chất cũng tốt hơn, y tế cũng phát triển hơn, công nghệ thông tin, công nghệ, khoa học cũng phát triển hơn, học thức cũng cao hơn. Thì quá nhanh, là quá gọi là quá nhanh và quá tuyệt vời anh chị, một cái sự phát triển rất là nhanh luôn. Và những cái điều tuyệt vời này đến từ đâu anh chị không? Đến từ một giấc mơ, đến từ một cái ước mơ của một ai đó. Họ mong muốn rằng là thay đổi cái, họ mong muốn là có thể đóng góp vào cái sự phát triển của nhân loại. Họ mong muốn là gì ạ? Có thể tạo một cái giá trị gì đó để mà khi mà họ không còn nữa anh chị, họ có thể là để lại cho hậu thế về sau một cái tài sản, một cái di sản. Và chính bởi vì như vậy chúng ta mới có gì ạ? Bóng đèn. Dây tóc bóng đèn, nên là mới có bóng đèn sáng nè. Và chính bởi vì nhờ như vậy chúng ta mới có một cái gì ạ? Chính là gì anh chị? Chính là iPhone, điện thoại. Nếu mà không nhờ bác Steve Jobs suy nghĩ đến cái việc mà tạo màn hình cảm ứng anh chị, chắc là chúng ta bây giờ vẫn xài màn hình gì ạ? Bàn phím. Rồi gì nha, anh em nhà Wright. Nếu mà không nhờ hai anh em nhà Wright thì làm sao mà chúng ta có máy bay để di chuyển với một cái tốc độ nhanh hơn so với việc đi bộ được. Thì cũng đến từ ước mơ và những cái mục tiêu anh chị ha. Và khi con người có mục tiêu thì điều gì cũng có thể làm được anh chị. Có mục tiêu thì cái gì cũng có thể làm được anh chị ha. Và kể cả chúng ta có hoài bão, chúng ta cũng sẽ gì ạ, cũng sẽ khi mà chúng ta đặt ra mục tiêu, có hoài bão, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được những cái thành quả vô cùng lớn anh chị. Và bao trong số anh chị đây, chúng ta ra quyết định rằng là gì ạ, năm 2022 và 2023 của chúng ta gì ạ, cuộc sống của chúng ta cũng như là còn 3 tháng nữa, 2 tháng nữa là kết thúc năm 2022, và cũng như 12 tháng tiếp theo của năm 2023, chúng ta ra quyết định rằng là cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi một cách ngoạn mục. Chúng ta có thể comment phím gì ạ? Tôi là người thành công, giàu có được không ạ? Hãy comment đi anh chị. Thời khắc anh chị ra quyết định thì số mình được hình thành. Chúng ta hãy ra quyết định rằng là tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Giây phút chúng ta ra quyết định anh chị là cái giây phút mà tiềm thức bắt đầu gì? Chúng ta cho phép tiềm thức bắt đầu gì ạ? Vận hành và đi thu hút những cái nguồn lực đến để giúp cho chúng ta gì ạ? Thành công lên anh chị ha.
Thay vì là mình phải dành thời gian mình làm việc chăm chỉ nè anh chị, chăm chỉ với cái công việc của mình làm thời gian 8 tiếng đến 10 tiếng làm công việc của mình chỉ để xây dựng ước mơ cho người khác thôi. À, thì chúng ta gì ạ? Tại tại vì đằng nào cũng phải làm việc chăm chỉ mà, đằng nào cũng phải làm việc với cường độ cao mà, làm gì đằng nào chúng ta cũng phải học tập phát triển bản thân giống anh chị. À, vậy thì gì ạ? À, chúng ta hãy dành cái thời gian đó, dành cái sự chăm chỉ đó, dành cái sự nỗ lực đó để xây dựng ước mơ của mình anh chị ha. À, chúng ta hãy ra để chúng ta hãy xây dựng ước mơ của mình đi anh chị. À, quá nhiều năm là chúng ta đã để cái giấc mơ của mình ngủ quên rồi anh chị, để cho con người phi thường, một cái con người mà quá tiềm năng, quá là thiên tài bên trong mình ngủ quên rồi. Và chúng ta cần phải đánh thức cái tiềm năng đó, cái năng lực của mình dậy và bắt đầu xây dựng những cái ước mơ, những cái hoài thực hiện những cái ước mơ, những cái hoài bão, những cái mục tiêu mà trong những năm qua, hành trình vừa qua chúng ta chưa đạt được anh chị. Tại vì sao anh chị không? Chúng ta có một cuộc đời để sống anh chị ơi. Có rất nhiều người nói với Tú rằng là nói theo Phật giáo là kiếp trước kiếp sau. Và Tú nói là thật sự là chưa quan tâm lắm. Tại vì kiếp trước kiếp sau mình chưa quan tâm, mình quan tâm là hiện tại ngay bây giờ lúc này mình là ai và mình có những cái giá trị gì, giúp đỡ được bao nhiêu người và tạo được công ăn việc làm cho bao nhiêu người. Và mình là ai, mình đang có phong cách sống như nào. Mình có một cái trải nghiệm sống, một cái phong cách sống trong cái cuộc đời này khi tuổi đời rất là trẻ như thế nào. Và mình đạt được những cái thành tựu gì, mình đóng góp được cái giá trị gì cho gì, cho cộng đồng, cho nếu mà lớn hơn nữa là cho gì, cho đất nước mình, và nếu mà vĩ mô mà to nữa là cho gì, thế giới. Cái đó là cái điều chúng ta quan tâm anh chị. Thì khi nào chúng ta có những cái suy nghĩ lớn như thế, chúng ta bắt đầu có những cái định vị như vậy, thì cái hành động của chúng ta nó bắt đầu lớn được anh chị. Được không ạ? À? Tại vì có một sự thật anh chị, cái việc mà làm giàu thì nó không có dễ, nhưng sống trong nghèo khó thì nó cũng không có dễ anh chị. Và hơi chung số anh chị đồng ý với Tú là làm giàu ok nó chưa dễ thật, nhưng mà sống trong cái sự mà không thành công nó cũng đâu có dễ đâu. Thì đằng nào cũng phải chọn là cũng phải chưa dễ như nhau rồi, thì thôi mình thà mình chọn là chưa dễ nhưng mà thành công đi anh chị. Tại vì dù gì mình cũng phải đi qua cái con đường đó mà, anh chị có đồng ý với Tú là dù gì cũng phải đi qua cái con đường mà chưa dễ dàng để tiến đến mục tiêu của mình không? Mà thay vì cái việc là cũng sống trong cái sự mà chưa dễ dàng, chưa thoải mái, nhưng mà cứ sống trong sự nghèo khó hoài, với cái việc mà cũng đi qua cái con đường mà chưa dễ dàng, chưa thoải mái, nhiều thử thách nhưng mà lại thành công, đằng nào cũng cũng không dễ anh chị. Nên chắc chắn là phải làm, không có cách nào mà mình để trốn được anh chị ha. Được không ạ? Chúng ta cần phải đối mặt với những cái hiện tại, đối mặt với những cái gọi là hoàn cảnh sự việc đến với mình, bởi vì nó đến là do mình yêu cầu với vũ trụ anh chị. Bao trong số anh chị cho tôi hỏi là các anh chị có tham gia các buổi zoom sáng đọc và phân tích sách cũng như ứng dụng những sách luật hấp dẫn cùng với các anh chị em trong nhóm của chúng ta, thì mình comment phím số 1, anh chị chúng ta chưa tham gia comment phím số 0 anh chị ha. Tại vì chúng ta cần phải hiểu những cái sự việc, sự vật, sorry anh chị, sự việc, hoàn cảnh hay là những cái gọi là hoàn cảnh hữu ý, những cái điều gì đến với cuộc đời của mình ấy, nó đều đến thông qua cái suy nghĩ, cái cảm xúc và cái hành động của chúng ta. Chỉ cần anh chị làm chủ được tâm trí của mình, làm chủ được suy nghĩ của mình, làm chủ được mọi quyết định của mình, tôi khẳng định và tôi chắc chắn với anh chị một điều chính là chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc đời của mình. Cho dù chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh nó chưa được thuận lợi, nó chưa được dễ dàng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể xoay chuyển được cục diện để mà có một cái kết quả như mình mong muốn. Thì bao nhiêu trong số anh chị là chúng ta mong muốn có thể làm chủ tâm trí của mình, làm chủ được cuộc đời của mình, thuận theo các quy luật vũ trụ anh chị ha, phải thuận theo các quy luật vũ trụ nữa. Thì chúng ta hãy nhắn tin cho những người bạn của mình, những cái người bạn mà gửi link cho chúng ta tham gia cái buổi Zoom tối ngày hôm nay ấy. Hỏi bạn ơi, cho mình hỏi cái đường link cũng như đăng ký tham gia Zoom buổi sáng được không ạ? Tại vì tối, cái buổi tối tôi chia sẻ anh chị là những cái gì ạ? Những cái gọi là hơi nâng cao một xíu. Nên chúng ta cần phải tham gia cái buổi Zoom sáng đồng hành cùng với các anh chị em trên nhóm đọc sách của mình, để chúng ta có thể là có những cái bước cơ bản, những cái nền tảng để có thể gì ạ, từng bước từ 1 tháng đến 2 tháng chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được tâm trí của mình. Bởi vì sao anh chị biết không? Môi trường có sức mạnh cực kỳ lớn anh chị. Giống như câu chuyện như vậy, anh chị có thể là hay tập trung vào những điều không tích cực,
Nhưng nếu anh chị ở trong một cái môi trường mà bên trái bên phải đằng trước đằng sau đều nói những cái điều là thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, rồi mối quan hệ hòa hợp, con cái thông minh, thiên tài, thì có thể ngày hôm nay chúng ta nghe nghe xong chúng ta đi ra kết thúc Zoom, chúng ta quay về với môi trường của mình, có thể là chúng ta sẽ có những cái tác động từ những người bạn kia, xong rồi mình bị quên đi những cái câu nói, những cái suy nghĩ mà những cái anh chị em trong nhóm học tập của mình nói, những cái câu chuyện như chúng ta ở trong cái môi trường mà liên tục nói những cái điều mà tôi vừa nói với anh chị, những cái điều tích cực ấy, mà liên tục trong vòng từ 1 tháng tới 2 tháng, thì chắc chắn anh chị một điều, chúng ta sẽ hoàn toàn biết cách làm chủ được suy nghĩ và tâm trí của mình anh chị nha. Và cái điều đó là điều tiên quyết nếu anh chị muốn thành công, nên mới có cái công thức là suy nghĩ tạo ra cảm xúc đó anh chị. Chúng ta cần phải làm chủ được gì ạ? Anh chị comment giúp tôi gì ạ? Làm chủ được tâm trí của mình anh chị ha. Thì chúng ta có thể làm chủ được cuộc đời của mình anh chị. Làm chủ tâm trí thì làm chủ cuộc đời của mình nha. Làm chủ tâm trí thì mình sẽ làm chủ cuộc đời của mình anh chị. Đúng không ạ? Và chúng ta cần phải gì ạ? Biết cái cách mà đặt hàng cho vũ trụ nữa. Rồi, chính vì vậy chúng ta cần phải tham gia đầy đủ các buổi Zoom của nhóm tập của mình anh chị ha. Làm chủ tâm trí rồi, thì bây giờ làm sao nói với vũ trụ là bây giờ mình muốn cái này nè. Mình muốn cái này giờ phải làm sao đây? Được không ạ? Và cái sự chia sẻ của Tú anh chị ha trong buổi tối ngày hôm nay về công thức thiết lập mục tiêu là dựa không phải Tú tạo ra anh chị, mà cũng không phải nhóm tập mình tạo ra. Mà đây là công thức thiết lập mục tiêu thông minh của các triệu phú la, các tỷ phú la anh chị ha, của những người thành công và xuất chúng nhất cái hành tinh này. Được không ạ? Họ đã thiết lập mục tiêu như thế nào? Đó chính là mục tiêu thông minh anh chị, smart goal. Được không ạ? Và dù bạn là ai, bạn ở đâu, bạn làm công việc gì, bạn đến từ đâu, thì cái việc mà thiết lập mục tiêu anh chị cũng là cái việc vô cùng cần thiết anh chị. Luôn luôn là như vậy. Chúng ta cần phải có những cái mục tiêu cuộc sống của mình. Bởi vì khi chúng ta có những mục tiêu cuộc sống của mình ấy, thì chúng ta sẽ liên tục gì ạ? Có những cái thành công, nói tiếp thành công, nuôi dưỡng thành công. Liên tục đặt ra những mục tiêu anh chị ha, và liên tục có những cái kế hoạch để mà đạt được cái sự thành công đó. Đấy. Và cho Tú được hỏi rằng một câu, đó chính là cho cái điều gì ấy, cái điều gì ngay lúc này, ngay bây giờ, thậm chí là trong những năm vừa qua, khiến cho anh chị cảm thấy không hài lòng về cuộc sống của mình. Cảm thấy không hài lòng và cảm thấy hoang mang, lo lắng về tương lai của mình. Thì cho phép tôi được hỏi là anh chị, cái điều gì đang làm cho anh chị cảm thấy cái điều không thoải mái? Anh chị hãy comment lên được không ạ? Cái điều cho là mà chúng ta khiến cho chúng ta không thoải mái anh chị, trong tương lai hay trong cuộc sống hiện tại của mình, cái điều gì đã làm cho mình cảm thấy không thoải mái anh chị? Anh ta nhớ nha, nếu chúng ta không chuẩn bị cho thành công, thì chúng ta đang chuẩn bị cho một sự thất bại. Nếu chúng ta không chuẩn bị cho sự thành công thì chúng ta đang chuẩn bị cho một gì ạ? Thất bại anh chị ha. Và bởi vì đằng nào cũng phải học thì hãy học ngay từ bây giờ. Đằng nào cũng phải gì ạ? Xem thì xem, hãy xem ngay từ bây giờ. Và đằng nào cũng phải thành công thì chúng ta hãy thành công thật nhanh anh chị. Điều gì anh chị? Có những anh chị à? Dạ. Cái gì? Wow, rất là nhiều luôn. Thì tôi thấy là đa số là điều liên quan về tài chính anh chị. Thì có 3 thứ anh chị ha. Có 3 thứ thì đây là một cái thống kê. Một cái thống kê của những cái người thành công trên thế giới anh chị. Có 3 cái thứ mà tạo nên cái cảm giác mà không thoải mái và stress ấy, và làm cho chúng ta cảm thấy không happy anh chị. Thì 3 cái thứ này là 3 cái thứ mà Tú và các anh chị em sẽ cùng nhau ở trong cái chương trình Zoom thiết kế con đường thành công, sẽ cùng nhau gì ạ? Sẽ cùng nhau làm chủ nó và sẽ cùng nhau cải thiện nó. Và từng bước mình chinh phục được. Đúng không ạ? Thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là về tài chính anh chị ha. Đây là 3 cái điều mà làm tạo nên cái cảm giác không thoải mái của hầu hết tất cả mọi người luôn. Thứ nhất là về tài chính. Mục tiêu về tài chính là cái mục tiêu mà chúng ta cần phải đảm bảo, cần phải đạt được. Vì tất cả chúng ta đều sống bằng tiền anh chị. Tất cả chúng ta đều sống bằng tiền. Không có tiền thì không thể nào mà có được một cái cuộc sống, một cái chất lượng cuộc sống tốt được. Nhưng khi có nhiều tiền, chúng ta có thể là sống một cái cách thoải mái hơn, phong cách sống như mình mong muốn, ăn những món mình thích, đến những nơi mình thích đến, dành thời gian của mình
cho những người yêu mình, yêu thương gia đình của mình, đến những nơi mà mình cùng gia đình của mình tận hưởng những cái chuyến du lịch 5 sao. Thậm chí là khi mà chúng ta có tiền anh chị, thì tiền cũng là một cái công cụ để giúp chúng ta gì ạ, đạt được những cái mục tiêu hoài bão. Ví dụ như chúng ta có những cái đam mê anh chị, à cho tôi được hỏi anh chị những cái đam mê gì, à những anh chị trong mình những đam mê gì không, chúng ta nhớ anh chị ha, chúng ta phải kinh doanh và thành công sau mới mới gì ạ, mới đam mê được. Chứ không thể nào mà chúng ta rồi chúng ta phải làm sao mà mình phải có tiền sao mà mình mới quay lại mình gì ạ, mình bắt đầu mình có những cái đam mê riêng. Nếu mà những anh chị nào có đam mê siêu xe không ạ, sưu tầm siêu xe, anh chị thấy những người mà sưu tầm siêu xe hay sưu tầm đồ hàng hiệu toàn là những người thành công không ạ? Và anh chị thấy họ họ có nhiều tiền không, và cái việc mà họ có cái đam mê đó anh chị, nó chỉ là một cái phần rất là bé trong cái tài sản và thu nhập của họ thôi. Nên nếu mà bây giờ anh chị nào mà đang có đam mê là nuôi cá rồi cây cảnh rồi lan đột biến đồ là đó tiêu tiền anh chị ạ, nó làm mình hao mòn tiền dần thôi. Mà chúng ta cần phải thành công trước anh chị ha, cần phải thành công về tài chính trước, chúng ta sẽ giờ sẽ dùng cái tiền đó để bắt đầu thực hiện những cái mục tiêu, những ước mơ và những cái đam mê của mình. Bây giờ thành công tài chính thì chưa lo, lo đi lo đam mê không à, à lo đi đam mê không à, được không à? Rồi cái thứ hai là gì anh chị? Thứ hai chính là sức khỏe anh chị ha, thứ hai chính là sức khỏe. Sức khỏe có quan trọng không anh chị? À, cho tôi hỏi là sức khỏe có quan trọng không anh chị? À, bao nhiêu anh chị bảo là sức khỏe không quan trọng rồi à? Tôi nghĩ là những người nào mà bảo sức khỏe không quan trọng, tôi nghĩ là bây giờ chắc không có tay để bấm luôn á, chắc không có sức để bấm chị, bấm ba nhắn tin nhắn lên cũng chát đi. Thế chị sức khỏe quan trọng mà, cực kỳ quan trọng anh chị à. Hôm qua chúng ta đã nghe tôi chia sẻ về cái việc là chúng ta, nếu mà chúng ta thiếu trách nhiệm với cái cơ thể này, thiếu trách nhiệm với cái sức khỏe của mình, thì theo chúng ta rằng là có ai trân trọng mình không anh chị? Mình còn không yêu thương mình thì ai yêu thương mình? Và nếu mà mình không, mình đến cái nơi duy nhất cho mình sự sống, cho mình hơi thở, cho mình cảm nhận những cái điều tuyệt vời mỗi ngày mở mắt ra, mà chúng ta còn không trân trọng, chúng ta còn không có trách nhiệm với nó, thì theo anh chị là vũ trụ này có cho chúng ta những điều tuyệt vời hay không anh chị? Không anh chị ha. Chúng ta phải trân trọng những điều chúng ta đang có, thì vũ trụ mới cho chúng ta nhiều điều tuyệt vời hơn nữa anh chị. Còn nếu mà chúng ta không trân trọng thì chúng ta luôn gì ạ? Luôn chê trách, luôn trách móc, luôn so sánh, luôn gọi là chì trích, thì tôi khẳng định là cái cuộc sống của cái người đó lúc nào cũng sẽ gọi là trong cái sự tối tăm anh chị, trong cái sự mà không sáng sủa, lúc nào họ cũng nhìn những thứ xung quanh là rất là gì đó không không ok luôn đấy. Và chúng ta rất là quan, gọi là chúng ta gì ạ, sức khỏe rất là quan trọng anh chị, và sức khỏe của gia đình mình, những cái người thân mà mình yêu quý cũng cực kỳ quan trọng. Anh chị có đồng ý là nếu mà chúng ta đi làm, đây là một trụ cột gọi là kiếm tiền chính trong gia đình của mình, mà nếu bây giờ giả sử đi sức khỏe của gia đình mình là đang khỏe dần lên, thì theo chúng ta có tập trung để làm việc được không anh chị? Chúng ta có tâm trí để làm việc không? Cũng làm việc nhưng mà tâm trí để đâu? Cực kỳ quan trọng anh chị ha. Và chúng ta có hy vọng rằng là những cái người thân xung quanh mình, những cái người mình yêu quý như bố mẹ mình, gọi là sức khỏe của họ ngày càng khỏe dần lên trong tương lai không anh chị? Ai cái đó là cái điều mà ai cũng mong muốn anh chị ha. Và bản thân mình cũng phải gì ạ, có một cái vóc dáng rất là đẹp, gọi là khỏe khoắn nè, săn chắc nè, gọi là nó phải gì đó rất là khỏe anh chị, một trí tuệ minh mẫn cho một cơ thể khỏe mạnh, được không ạ? Chúng ta thành công về tài chính rồi, chúng ta cần phải gì ạ, phải có sức khỏe để chúng ta làm sao anh chị, để chúng ta có thể gì ạ, thực hiện những cái ước mơ của mình. Tại vì chắc chắn với anh chị một điều, những cái anh chị nào mà thành công về tài chính, chúng ta đều rất là thích đi du lịch anh chị, và hầu hết ai cũng thích đi chơi hết, ai cũng thích đi trượt tuyết hết, ai cũng thích nhảy dù hết, nhảy dù từ độ cao 4.000 feet anh chị, từ ở Dubai đấy. Rồi ai cũng thích là gì, à cũng thích là đi xe jeep trên đồi cát ở Dubai, cũng thích có những cái trải nghiệm vô cùng gọi là vô mod,
Ở độ cao rất là cao. Nhưng mà anh chị cứ nghĩ đi, nếu mà chúng ta không có sức khỏe mà chúng ta thành công về tài chính đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ ngồi đó và nhìn mọi người đi chơi thôi. Tại vì bác sĩ đâu cho đi đâu. Đúng không ạ? Nên ta thấy là những cái người mà lớn tuổi như những cái người mà lớn tuổi thường mà muốn đi nước ngoài thì thường phải có cái giấy gì anh chị? Cái giấy gì à? Cái giấy mà gọi là đảm bảo sức khỏe. Mà anh chị thấy có những cái người như bác Donald Trump hay những cái bác như bác Lý Gia Thành, người ta thấy họ ngoài 70 thậm chí là 80 tuổi nhưng mà họ vẫn làm việc rất là sung sức, họ rất là hăng hái, họ rất là hào hứng, họ rất là năng lượng luôn. À, thì đến từ đâu anh chị? À, đến từ đâu chút xíu mình sẽ cùng nhau thảo luận với nhau anh chị ha. Sức khỏe, tài chính hay mối quan hệ của mình nó đều đến từ cái trí tuệ và tư duy và suy nghĩ của mình hết anh chị ha. Và cái yếu tố đó, yếu tố thứ hai anh chị rất quan trọng anh chị ha, mà chúng ta cần phải làm chủ được cái chính là sức khỏe của mình. Làm chủ về tài chính rồi, chúng ta cần phải làm chủ về sức khỏe của mình nữa. Và cái thứ ba đó chính là làm chủ về mối quan hệ của mình, làm chủ về mối quan hệ của mình anh chị ha. Đó chính là cái sự hòa hợp trong mối quan hệ của chúng ta anh chị. Chúng ta cứ hình dung như vậy anh chị, mình là một người rất là thành công về tài chính, mình là một người rất là khỏe mạnh, có một cái body rất là hot, và mình có nhiều tiền, mình mua được rất nhiều biệt thự, villa, thậm chí là mình có thể là gì ạ, mua siêu xe, có thể có những chuyến hành trình khám phá thế giới 200 quốc gia, đi một năm đi bao nhiêu nước luôn. Nhưng mà trong cái chuyến hành trình đó, mình chỉ đi có một mình thôi, và trong cái căn nhà to đùng đó thì mình ở có một mình thôi. Anh chị cảm thấy hạnh phúc không ạ? Anh chị cảm thấy vui không ạ? Khi mà tất cả mọi thứ chúng ta đều đơn độc hết. Anh chị có thấy vui không anh chị ha? Ai mà bảo vui chắc là người đó thích sống một mình. Đúng rồi. Chúng ta có cảm thấy happy khi mà cái chuyến hành trình khám phá thế giới của mình là không có những cái người bạn chụp hình selfie giúp mình, chụp hình giúp mình, và mình phải tự chụp hết. Và thường tự chụp mà không đẹp anh chị ạ. Và thường tự chụp và chỉ thấy cái mặt mình thôi chứ không thấy cảnh đằng sau. Tự sướng, tự sướng. Không vui anh chị nha. Và chúng ta có hình dung đến cái việc mà chúng ta ở trong một cái nhà rất là to, một cái sân vườn rất là to. Nhưng mà sao anh chị? Nhưng mà không có ai đến chơi với mình, và có những cái party, pool party nè, là cái party buổi tiệc ở bên cái hồ bơi. Xây nhà rất là to mà cũng không có ai đến, chỉ đến quanh quẩn chỉ có mình thôi. Họ hàng hàng xóm, người thân mình cũng không có ai đến chơi với mình luôn. Mà chúng ta cần phải có một cái cuộc sống mà phải luôn tràn ngập tiếng cười nè, tình yêu thương nè, hạnh phúc nè, có những cái người mà chúng ta yêu quý, và nơi đó cũng có những người yêu quý chúng ta, thì đó mới là gì ạ? Một cái mối quan hệ, một cái điều tuyệt vời rồi anh chị ha. Và đó là ba cái điều quan trọng nhất anh chị, và cũng là ba cái mục tiêu mà chúng ta cần phải hoàn thành, và chúng ta cần phải luôn phát triển nó lên mỗi ngày. Tại vì anh chị nên nhớ là thông qua tôi có chia sẻ là thành công là một hành trình, không phải là đích đến. Hành trình thì chắc chắn là nó ngày càng sẽ gì ạ? Đi và đi 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 hoài. Thì mỗi một cái hành trình cho qua, chúng ta đạt được một cái mục tiêu, chúng ta tiếp tục đạt đặt cái mục tiêu cao hơn, lớn hơn, tuyệt vời hơn, ngoại hạng hơn, huy hoàng hơn. Chính vì vậy là sao anh chị? Nên cái việc mà chúng ta ngày hôm nay học tập với chị Minh Hương, cái việc mà chúng ta cần phải làm liên tục, liên tục và liên tục và liên tục anh chị. Và nó không phải là cái việc mà chúng ta học trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hay 1 năm. Để mà chúng ta có một tấm bằng đi làm thuê mà chúng ta cần phải học rất là chăm chỉ mười mấy năm mà. Thì huống chi ngày hôm nay chúng ta học để làm chủ về cái nhiệt kế tài chính của mình, về cái con số tài chính của mình, về cái sự thịnh vượng của mình. Được không ạ? Và chúng ta những cái bước ngày hôm nay tôi đang hướng dẫn anh chị những cái bước nền tảng để xây dựng cái nền móng cho cái căn nhà của cái sự thịnh vượng, căn nhà mang tên thịnh vượng của mình đó anh chị. Nên là tôi cũng rất là mong muốn ta cần phải nghiêm túc ghi chép, xóa xem lại và cùng nhau ứng dụng. Được không ạ? Ứng dụng anh chị nha. Quan trọng nhất là ứng dụng. Kiến thức là sức mạnh khi và chỉ khi chúng ta ứng dụng thôi. Và người Do Thái có một cái câu nói rất là nổi tiếng trong quyển sách Tinh Hoa Trí Tuệ Người Do Thái anh chị. Người Do Thái họ chỉ coi trọng những cái người nào mà có trí tuệ mà tạo ra tiền, chứ họ không có xem trọng những cái người mà có nhiều bằng cấp nhưng mà trong túi thì rỗng tuếch.
không có tiền, sống trong một căn nhà bốn bức tường. Họ chỉ coi trọng những cái người nào mà dùng cái trí tuệ, sau đó ứng dụng và ra tiền và có của cải vật chất tài sản bên ngoài. Còn người Do Thái họ định nghĩa trí tuệ sống là trí tuệ tạo ra tiền bạc và của cải vật chất. Còn trí tuệ mà không sống là trí tuệ mà không tạo được tiền bạc và của cải vật chất anh chị ha. Đấy. Và muốn xây dựng cái tòa nhà thật cao anh chị thì cái nền móng ba cái yếu tố như tôi vừa nói phải vững chắc. Và nó giống như cái kiềng ba chân anh chị. Để có thể đưa chúng ta lên một cái tầm cao mới hơn. Cứ thành công hoài, thành công, nói tiếp thành công nuôi dưỡng thành công. Và không bao giờ sợ sụp sụp đổ, sụp cái nhà đó như là lâu đài cát anh chị ha. Sự thành công và tương lai huy hoàng của chúng ta ngày hôm nay càng phát triển thì nó sẽ càng lớn dần lên mỗi ngày. Và sẽ từng bước đưa chúng ta vào top 5% những người giàu anh chị. Và Tú tin chắc một điều, và Tú rất là có niềm tin anh chị, là chúng ta hoàn toàn có khả năng bước vào top 5% dân số giàu, và gọi là giàu không chỉ ở Việt Nam mà còn có thể bước vươn lên với thế giới được. Tại vì Tú thấy được rằng anh chị, bác Phạm Nhật Vượng, bác Hồ Hùng Anh, bác Nguyễn Đăng Quang, cô Nguyễn Thị Phương Thảo, họ cũng là những cái người rất là bình thường. Ok, anh chị bảo là họ đi du học. Nghe câu chuyện là tại sao cũng có người nhiều người đi du học mà có thành công đâu. Nên ta không thể nào họ nói là họ đi du học và họ thành công, họ có nền tảng thành công được. Họ thành công được còn mình không thành công được bởi vì mình không có đi du học như họ. Nhiều anh chị còn bảo là em làm sao biết được bố mẹ người ta là gốc gác như kia. Nhưng mà tôi thấy có nhiều người cũng có gốc gác nhưng có thành công đâu. Thì những cái người mà luôn ngụy biện cho cái sự mà lười biếng của mình ấy, họ luôn nói những cái lý do là bởi vì họ người này họ có cái người thành công đó họ có cái này còn tôi không có nên tôi không thành công. Thế cho tôi hỏi bao nhiêu trong số anh chị ở đây biết bác Đặng Lê Nguyên Vũ à? Vua cà phê. À, bao nhiêu trong số anh chị ở đây là chúng ta biết vua cà phê bác Đặng Lê Nguyên Vũ anh chị. Thì bác có một cái nền tảng không anh chị? Chúng ta đọc tiểu sử của bác, chúng ta thấy bác có một cái nền tảng nào mà gọi là có thể là có một cái hy vọng rằng là mình có thể trở thành một người thành công được không? Không anh chị. Nhưng bác chỉ có một cái niềm tin mãnh liệt. Và bác định vị mình, bác biết mình trở thành ai, bác biết mình muốn trở thành ai. Và bác bắt đầu có cái niềm tin vào chính mình và đặt mục tiêu anh chị ha. Bác xây dựng cái niềm tin vào chính mình. À, cũng giống như những cái nền tảng mà tôi chia sẻ anh chị từ hôm qua tới hôm nay. À, đó là dành cho những anh chị em nào ngụy biện hay bao biện cho cái sự lười biếng, cho cái sự gọi là không chăm chỉ của mình anh chị. À, đấy. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể là lọt vào trong top 5% dân số những người giàu ở Việt Nam và trên thế giới luôn. Đấy, được không ạ? À, nên là chúng ta nhớ kiềng ba chân của mình anh chị ha, là thứ nhất là cái gì ạ? À, tài chính. Thứ hai là gì ạ? Là sức khỏe. Thứ ba là mối quan hệ. À, rồi chúng ta nhớ ba cái kiềng ba chân mà chúng ta phải làm sao à? Nói với những người bạn của mình như vậy. Mình nhờ những người bạn của mình. Mình nói, à bạn ơi, hôm nay bạn doanh nhân Miss Thanh Tú có bảo đây là cái kiềng ba chân đã giúp cho mình gọi là có một sự thành công bền vững và thành công nuôi dưỡng thành công nối tiếp thành công. Bạn hãy cùng mình đồng hành và giúp cho mình hoàn thành xuất sắc ba mục tiêu này nhé. Được không ạ? À? Nhớ nhắn tin những người bạn của mình nha. Còn anh chị mà thiếu một trong ba cái này thì mình cũng không thể nào mà có một cái nền móng vững chắc được. Được không ạ? À? Đấy. Thứ nhất là mục tiêu về tài chính là chúng ta sẽ có cái lợi nhuận như thế nào. Chúng ta sẽ có cái doanh thu như thế nào. Chúng ta sẽ có cái tổng tài sản như thế nào anh chị? Đó là mục tiêu về tài chính. Còn mục tiêu về sức khỏe là gì ạ? À, chúng ta sẽ có một cái body như thế nào anh chị? À, chúng ta mong muốn một cái cơ thể khỏe mạnh như thế nào? À, một cái cơ thể gì ạ? Tràn đầy năng lượng như thế nào? Đấy. Và cái thứ ba là mục tiêu về mối quan hệ. Chúng ta có sự hòa hợp với những người thân, những người xung quanh mình như thế nào? À, rồi chúng ta gì? Có sự hòa hợp với ba mẹ mình, vợ chồng của mình, con cái của mình, đối tác của mình như thế nào? Nếu như chúng ta có một cái sự hòa hợp với anh chị với những người xung quanh ấy thì anh chị có đồng ý với Tú là những cái người xung quanh của mình chính là quý nhân phù trợ của mình, họ cũng chính là những nguồn lực của mình ấy. Thì
quý nhân phụ trợ là gì và nguồn lực của mình là như thế nào, thì trong cái buổi thứ hai tôi sẽ phân tích anh chị về sức mạnh tiềm thức anh chị ha, và luật hấp dẫn. Chúng ta sẽ phát hiện ra một cái điều cực kỳ tuyệt vời, chính là gì ạ? Bất kỳ ai trong mối quan hệ của chúng ta, hoặc vô tình trong danh sách Zalo hay danh bạ điện thoại của mình, hay thậm chí trên Facebook mình, thì đều là những cái nguồn lực mà có, gọi là họ có cái, họ có một cái nguồn, họ là một cái nguồn lực màu đỏ, có thể giúp anh chị bước lên những nền tảng cao hơn, giống như tôi cách đây 4 năm về trước anh chị. Là cái người bạn giới thiệu cho nhân, đến nhóm đọc sách đấy, là một cái người chị rất là vô cùng rất là bất tuyệt vời luôn. Là hôm đó là tôi vô tình là thấy chị đi chơi Thái Lan rồi đi Singapore, mình khao khát được cái cuộc sống mà đi nước ngoài nhiều như vậy, nhưng mà thấy chị đẹp quá, sao mà sang chảnh quá, sao body mà cái body của chị, cái body mình rất là thích luôn anh chị. Anh nên là mình rất là muốn nhắn tin hỏi là chị ơi, làm sao chị vừa thành công vừa trẻ vừa khỏe vừa đẹp mà body đẹp quá. À, thì xong rồi nhờ cái nguồn lực đó mà vô tình thì mình không biết là ở đâu đâu mà tại sao người ta lại nằm trên danh bạ Facebook của mình luôn. Đấy, đó là đến từ cái việc mà chúng ta hòa hợp với những mối quan hệ xung quanh. Và theo luật hấp dẫn anh chị, người như nào sẽ hấp dẫn những người như vậy. Và nếu ta hấp dẫn được những cái nguồn lực như vậy thì buộc lòng ta cần phải thay đổi cái năng lượng của mình, cái suy nghĩ của mình và cái cảm xúc của mình, được không ạ? Đấy. Thì ba cái mục tiêu này chúng ta cần phải làm việc với nhau trong giờ, trong cái ngày hôm nay anh chị ha, và trong những ngày tiếp theo luôn. Và tôi nhấn mạnh đây là bước cực kỳ quan trọng anh chị ha. Cái bước thiết lập mục tiêu ấy là chúng ta cần phải làm cho chuẩn, làm chính xác và làm cho những ngày về sau có thể dễ dàng thành công hơn. Chúng ta nghiêm túc anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ đến với cái phần công thức thiết lập mục tiêu nha. Thì cái công thức thiết lập mục tiêu của mình có tên là SMART Goal. Thì tôi sẽ dùng bảng. Dùng bản anh chị nha. Rồi tôi nhờ ban tổ chức hỗ trợ giúp tôi. Ok. Rồi bao nhiêu số anh chị, chúng ta thấy bảng rồi, mình cân mân phím số 1 đi à. No. Ok. Đây, smart goal anh chị ha. Tú sẽ viết nhanh, và chúng ta Tú sẽ phân tích với anh chị những cái chữ một, và chúng ta Tú có một cái yêu cầu chính là chúng ta ghi chép anh chị ha. Chúng ta ghi chép nha. SMART goal anh chị ha, nó sẽ bao gồm 5 yếu tố. Không được anh chị, không biết được, mà tôi sẽ nói miệng nha. Sau tôi nhờ như anh chị là chúng ta học ở những cái khóa trước ấy, thì chúng ta có thể comment giúp tôi hỗ trợ như anh chị em mới luôn mà. Bây giờ cái máy không biết được. Ok nha. Rồi smart goal anh chị ha. Rồi tôi nhờ một bạn hỗ trợ giúp tôi là comment cái chữ smart goal lên dành cho như anh chị em mới. Smart goal là tiếng Việt có nghĩa là công thức thông minh anh chị, công thức đặt mục tiêu thông minh. Chữ S anh chị ha, S đầu tiên, có nghĩa là gì ạ? Là simple and specific, đúng mà, simple và specific thì có nghĩa là trong tiếng Việt có nghĩa là đơn giản anh chị. Chúng ta cần phải đơn giản và cụ thể mục tiêu của mình, đặt mục tiêu đơn giản và cụ thể ra anh chị, đặt mục tiêu đơn giản và cụ thể ra, đúng mà. Chúng ta có hình dung rằng anh chị là mình không biết là mình muốn cái gì, thì mình có đạt được không anh chị? Em ta là nếu mà chúng ta không biết là chúng ta muốn cái gì, chúng ta có đạt được hay không ạ? Giống như cái việc mà chúng ta gì ạ? Đi taxi ấy, chúng ta ra chúng ta đón xe, em ta bảo là bác tài xế ơi, bác chở cho cháu đi đâu cũng được, cháu chỉ muốn là không ở đây nữa, cháu muốn đi đâu cũng được.
thì theo anh chị là có bác tài xế có quạo với mình. Và như hôm qua tôi đã chia sẻ là nếu mà chúng ta không biết mình muốn đi đâu ấy, mà mình là đi ra đường mà mình đi chỗ này đi chỗ kia thì mình sẽ mất cái gì? Mình mất thời gian, mất tiền và mất công sức để mình đi. Chúng ta cần biết một cụ thể là mình muốn cái gì anh chị ha. À, thì mình sẽ có được cái đó. Đơn giản nghĩa là sao anh chị? Nghĩa là chúng ta gì ạ? Chỉ cần đặt ra một mục tiêu ở một thời điểm thôi. Cụ thể là đơn giản là phải có một mục tiêu ở một thời điểm cụ thể, một thời điểm thôi anh chị. Mỗi một thời điểm chỉ có một mục tiêu tập trung vào thôi. Đúng không ạ? Còn cụ thể là phải biết mình muốn cái gì. Còn gì ạ? Đơn giản là chỉ cần một mục tiêu tập trung vào thời điểm đó thôi. Tại vì chúng ta mới bắt đầu làm chủ tâm trí của mình ấy, và làm chủ luật hấp dẫn và làm chủ sức mạnh tiềm thức anh chị, làm chủ tiềm thức ấy. Nếu chúng ta đặt quá nhiều mục tiêu anh chị thì tiềm thức nó sẽ quạo lại, mới nói là thế bây giờ muốn cái gì. Giống như đang đi giúp cho anh chị thực thi cái mục tiêu là là chúng ta đạt được con số lợi nhuận của tháng 11 này, cái chúng ta lại bảo là nhưng mà tớ lại thích cái kia nữa, tớ thích cái này nữa, tớ thích cái nọ nữa. Nhưng mà tiềm thức của chúng ta nếu là bé bỏng, nó còn mới anh chị, thì nó sẽ chưa thể nào mà gọi là giúp chúng ta thực hiện được một lần quá nhiều mục tiêu. Nếu chúng ta cần phải biết gì ạ? Đầu tiên là mình cần phải cụ thể là mình muốn cái gì. Và cái đơn giản có nghĩa là chúng ta cần phải có một mục tiêu ở một cái thời điểm thôi anh chị ha. Bởi vì tiềm thức anh chị, nó càng đơn giản bao nhiêu thì nó sẽ càng gì ạ? Dễ thực thi bấy nhiêu. Đừng cố gắng làm việc nhiều việc trong vòng một lúc. Bởi vì nếu mà chúng ta làm nhiều việc trong cùng một lúc thì chúng ta sẽ bị rối, đúng không ạ? Chúng ta cần phải đặt ra một mục tiêu một cách đơn giản và hoàn thành từng mục tiêu một, step by step, được không ạ? Rồi tới chữ M. M anh chị ha. M là đo lường được. M là đo lường được. Còn nếu mà trong tiếng Anh ấy, dành cho những anh chị em mà chúng ta thường hỏi là ủa em ơi, M là tiếng M sao là chữ D vậy? Nếu mà trong tiếng Anh là measurable anh chị. Còn mà tiếng Việt của mình thì mình đọc nhanh cho anh chị trong Zoom mình viết ra đo lường được. Nghĩa là cần phải đo lường được anh chị ha. Là nếu ta bảo chúng ta muốn có nhiều tiền thì nhiều tiền, chúng ta muốn có tiền là bao nhiêu tiền? Thế bây giờ nếu anh chị bảo là tôi có tiền, tôi rất muốn có tiền, tìm thích cho anh chị 1.000 đồng thì có phải là tiền không? Anh chị có thấy cái câu chuyện mà chúng ta đi ngoài đường chúng ta hay gặp 1.000, 2.000, 5.000 nhiều không? Thì bởi vì chúng ta muốn có tiền, tìm thích cho anh chị có tiền rồi. Thế sau anh chị theo dõi là không, thế tôi muốn có rất nhiều tiền, tôi có rất nhiều tiền, tìm hết cho 10.000. Thì theo học trong môn toán là số 2 là đơn vị nhiều rồi, cho 10.000. Nên chúng ta cần phải biết cụ thể chúng ta muốn có bao nhiêu tiền, con số cụ thể 10 triệu, 20 triệu hay 100 triệu hay 1 tỷ. Được không ạ? À? Muốn thành công mà khái niệm thành công là như thế nào? Như thế nào là thành công? Muốn có cuộc sống thành công, tôi là người thành công giàu có thì cái người thành công và giàu có là mình có cái gì, mình đang có phong cách sống như thế nào, đúng không ạ? À? Nếu ta cần phải đặt ra một mục tiêu về tài chính, chúng ta cần phải đo lường được chính xác không cái số tiền mà chúng ta muốn đạt được anh chị ha, và như thế nào là giàu có, như thế nào là thành công, nhiều tiền là bao nhiêu, dư giả về tài chính, phải nói chính xác con số mình muốn anh chị. Hay là đó là mục tiêu về tài chính, còn mục tiêu về sức khỏe là gì anh chị? Làm sao xác định được mục tiêu về sức khỏe của mình đây? Rất là đơn giản anh chị. Chúng ta cái gì cũng phải có mục tiêu hết. Là gì anh chị? Chính là chúng ta phải xem là cái cân nặng chúng ta muốn hướng đến là bao nhiêu. Ví dụ bây giờ anh chị bao nhiêu cân thì anh chị muốn hướng đến cân nặng là bao nhiêu, hoặc giảm bao nhiêu cân. Anh chị muốn gì à? Cái gì ạ? Này nói anh chị nào đang có cũng đừng có buồn nha, cũng đừng đang vui chưa vui nha. Giảm bao nhiêu ký mỡ? Rồi giảm bao nhiêu mỡ nội tạng? Đấy. Rồi chúng ta mong muốn là mình có một cái body như thế nào, ba vòng như thế nào. Trời anh chị biết ngày xưa bức tranh 6 tháng của tôi của anh chị ghi là mình mặc cái đầm màu đỏ ba vòng là dày dày dày, ghi chuẩn vậy luôn, chi tiết cụ thể của anh chị ơi, trời phải ghi tới như vậy luôn trời, đúng không? Thì tại vì tiềm thức nó chỉ hiểu những cái gì cụ thể chi tiết thôi đấy. Có nhiều anh chị bắt đầu comment ký mở của mình lên đó. Đó, rõ ràng chính xác anh chị ha, thì mình mới theo dõi và mình gì ạ? Mà biết là mình cần phải lên cái kế hoạch như nào, mình cần phải làm gì, đưa ra những chiến lược gì để đạt được cái con số mục tiêu về sức khỏe như mình mong muốn. Đấy, đó là đo lường được anh chị ha.
không chỉ về mục tiêu mà chúng ta còn thể ứng dụng cho sức khỏe của mình. Hay là một số anh chị chỉ số đường huyết của mình là bao nhiêu, được không ạ? Thì đó là chúng ta phải hiểu được, đo lường được, nó không chỉ mục tiêu về tài chính mà còn có thể ứng dụng cho ở những cái mục tiêu khác anh chị ha. Rồi cái tiếp theo là gì ạ? Tới chữ M rồi, bây giờ tới chữ A. Chữ A chính là khả thi. Và chữ R đó chính là hiện thực anh chị. Thì chút xíu cái hai cái chữ này chú sẽ phân tích sâu anh chị ha. Mình sẽ đến tiếp tục vào chữ T. Ví dụ bây giờ mình nói là mình muốn có được nhiều tiền. Nhưng mà giờ tiềm thức cho có 1.000 nè. Cho 10.000. Xong mình nói là bây giờ tôi muốn có 10 triệu. Sorry mọi người, tôi muốn có 1 tỷ. Thế tiềm thức hỏi là khi nào cần. Mình nói là mình không biết là khi nào mình cần, cái tiềm thức không cho. Nên là với công thức SMART goal nên chị chúng ta cần phải có gì, con số cụ thể, mục tiêu cụ thể và một cái mục tiêu cho một cái thời gian cụ thể. Và tiếp theo chính là chúng ta cần gì? Phải có cái thời gian. Đó chính là chúng ta cần phải đặt theo đúng công thức như sau. Đúng công thức anh chị ha. Đó chính là T là thời gian, mốc thời gian. Hôm nay ngày 30 tháng 11, 2022. Mình tính luôn là đầu tháng đi anh chị. Tôi có tổng lợi nhuận là bao nhiêu anh chị tự ghi ra. Còn là bao nhiêu mình sẽ dựa trên công thức này nha, từ từ nha. Hôm nay ngày 30 tháng 11 2022, tôi có tổng lợi nhuận là 3.3 chấm. Trong tài khoản ngân hàng, anh chị xài ngân hàng gì anh chị tự thêm tên vào, được không ạ? Còn nếu anh chị nào vừa nhận tiền mặt và vừa nhận trong tài khoản thì mình ghi trong tài khoản thôi. Còn nếu anh chị nào mà nhận tiền mặt thôi, mình chỉ ghi là tôi có tổng lợi nhuận là thôi. Đấy. Vậy thì tiếp theo sao ạ? Tiếp theo đến cái con số là bao nhiêu đây? Mình sẽ đặt là dựa trên cái hai yếu tố, chính là yếu tố khả thi và hiện thực anh chị. Yếu tố A và R. Đó chính là công thức trung bình cộng anh chị. Trung bình cộng lợi nhuận của, nó là tham chiếu trung bình cộng lợi nhuận của 2 tháng gần nhất. Trung bình cộng với lợi nhuận 2 tháng gần nhất anh chị ha. Đây là công thức gì? Trung bình cộng anh chị. Nghĩa là chúng ta sẽ lợi nhuận của tháng 9 và lợi nhuận của tháng 10 mà chúng ta đạt được, cộng lại và chia đôi và nhân cho 130%. Anh chị hãy nào mình ghi lại nha, chứ bây giờ không có bảng anh chị. Tháng 9 cộng tháng 10. Tổng lợi nhuận của tháng 9 và cộng cho tổng lợi nhuận của tháng 10. Và nhớ là lợi nhuận từ công việc kinh doanh. Và lợi nhuận từ lương của mình, nếu có. Được không ạ? Lợi nhuận là từ công việc kinh doanh và lợi nhuận từ lương của mình. Cộng lại và chia đôi và nhân cho 130%. Điểm ta sẽ ra con số lợi nhuận mà chúng ta đặt trong tháng 11 này. Rồi anh chị hãy comment giúp Tú tháng 8, tháng 9, tháng 10 của chúng ta cộng lại chia ra. Chúng ta để là lợi nhuận tháng 9, lợi nhuận tháng 10, suy ra lợi nhuận tháng 11 bằng. Để Tú kiểm tra xem anh chị đặt đúng chưa nè. Một vài thôi nhé, một vài ví dụ thôi nha. Còn chúng ta muốn chỉnh rồi, muốn sửa bài, chúng ta cần phải tham gia các buổi Zoom ôn tập vào ngày mai. Với những người bạn đồng hành vô cùng tuyệt vời, vô cùng tài giỏi, tâm sáng và tầm nhìn lớn của chúng ta anh chị. Chứ bây giờ phòng Zoom mình đông như thế, làm sao tôi sửa hết cho anh chị được. Đấy, được không ạ? Đó chính là gì ạ? 5 yếu tố anh chị. Bao nhiêu trong số anh chị chúng ta đã hiểu được 5 yếu tố. S, M, A, R, T. Đã hiểu rồi, comment giúp tôi phim số 8 đi anh chị. Dễ mà anh chị. Những anh chị nào học ở những cái khóa trước thì hiểu dễ. Những anh chị nào hôm nay mới tin, chúng ta chưa hiểu nhưng mà không sao anh chị ơi. Giống như Tú ngày xưa, những cái bước đầu tiên mình cũng chưa có dễ hiểu đâu. Nhưng mà mình thành công ở một hành trình, cái việc học tập cũng là một hành trình mà. Chúng ta từng bước từng bước thôi. Hôm nay chưa hiểu nhưng mình đừng có những cái suy nghĩ gọi là chắc là mình không được đâu. Mà bất kỳ giây phút nào mình cũng phải có niềm tin vào chính mình, là mình hoàn toàn có thể làm được anh chị ha. Mình có khả năng làm được tất cả mọi thứ, hoàn thành tất cả mọi việc đều
thành công lớn nhờ sức mạnh tiềm thức. Đúng mà. Chúng ta chỉ việc nhắn tin cho hỏi những người bạn của mình thôi. Ngày xưa mình học lớp 1 mình có hiểu đâu. Nhưng bây giờ mình tính toán cộng trừ nhân chia, biết chữ phà phà mà. Mọi thứ nó phải bắt đầu từ sự gì à? Học tập và rèn luyện anh chị. Học tập và rèn luyện nha. Rồi. À, đó là yếu tố gì ạ? À? Hiểu chưa ạ? À? Anh chị mình đã hiểu cái như tôi vừa nói chưa? Chưa ai comment ví dụ dạy sửa hết nè. Tôi đọc một số anh chị nha. Đấy, ok, tuyệt vời. Đó là một cái ví dụ, anh chị hãy xem cái comment phía dưới nha. Rồi, và yếu tố số, nếu mà chỉ có 5 yếu tố đó thôi thì vẫn chưa đạt được mục tiêu anh chị. Tại vì nếu mà chúng ta có thể search Google, có rất là nhiều người nói về công thức SMART goal. À, nhưng cái câu hỏi đặt ra là kết quả của họ là gì? Thì bởi vì sao anh chị không? Bởi vì họ còn thiếu 3 yếu tố nữa. Công thức SMART goal để đạt được mục tiêu thì cần có 8 yếu tố anh chị. Yếu tố tiếp theo chính là thì hiện tại. Số 6 là thì hiện tại anh chị ha. Thì hiện tại và sống như thể chúng ta đã đạt được cái mục tiêu đó rồi. Thì hiện tại và sống như thể chúng ta đã đạt được cái mục tiêu đó rồi anh chị. Đó chính là hãy luôn đặt mục tiêu ở thì hiện tại. Như tôi vừa nói đấy, mặc dù hôm nay không phải là ngày 30 tháng 11, nhưng chúng ta phải đặt như là hôm nay ngày 30 tháng 11 anh chị ha, 2022. Một cái sai lầm của tất cả mọi người anh chị, luôn đặt mục tiêu ở thì tương lai. Cả quá khứ và tương lai, quá khứ ấy, anh chị thì qua rồi, nhưng mà tương lai thì chưa đến. Và cái ngày của tương lai, ngày mai, chúng ta hay nói ngày mai chính là ngày hôm nay đấy. Anh chị có đồng ý với tôi mở mắt mình nói ngày mai, mở mắt ra thì nó là ngày hôm nay không? Đấy. Không, ta không thể nào làm được cái gì để thay đổi quá khứ và cũng không thể nào mà có thể biết ở tương lai như thế nào. Mà chỉ có cái giây phút này nè, ngay bây giờ lúc này, thậm chí là cách đây khoảng 2-3 phút về trước tôi nói chuyện với anh chị ấy, chia sẻ với anh chị nó cũng đã là quá khứ rồi anh chị. Mà chỉ có giây phút này, nghe bây giờ lúc này nó mới hiện hữu anh chị ha. Nó mới hiện hữu thôi. Được mà. Và tương lai sẽ bị tác động bởi hiện tại anh chị. Tương lai chúng ta sẽ bị tác động bởi hiện tại. Những gì mà bạn làm trong quá khứ ấy sẽ tạo nên cái kết quả hiện tại. Và những cái việc gì bạn làm ngày hôm nay sẽ tạo nên kết quả của ngày tương lai. Nhưng mà kết quả tài chính của chúng ta ngày hôm nay đang chưa thoải mái, nó đến từ cái hành động của chúng ta trong quá khứ, cái suy nghĩ và cái thói quen của chúng ta trong quá khứ anh chị. Tương tự như vậy, nếu mà ngày hôm nay ta đang gọi là thừa cân, là béo phì, đang là chưa thon gọn, là chưa có body đẹp nè, hay là chưa gì ạ, chưa rồi chúng ta đang không được ok đi, thì nó đến từ câu chuyện những cái hành động, những cái thói quen của chúng ta không có hỗ trợ cho cái việc mà, nhưng mà do cái sinh hoạt của chúng ta, do cái chế độ ăn uống của chúng ta, do cái sinh hoạt của chúng ta anh chị, ngủ nghỉ của mình, do cái chế độ mà mình không yêu thương cơ thể mình, không chăm sóc sức khỏe nè, mình không gì, mình không tập thể dục thể thao nè, mình đâu có chăm trách nhiệm, mình đâu có yêu thương cái cơ thể này đâu anh chị, mình ăn uống nó không có, gọi là nó không có một cái giờ khoa học nào hết, thì nó sẽ là gì à, là nó sẽ phản ứng giống như thế giới bên trong thì nó tạo ra thế giới bên ngoài. Cái kết quả bên ngoài chỉ phản ánh cho chính xác những cái gì bên trong mà chúng ta đang nạp vào thôi. Hay là chúng ta, những anh chị nào mà chúng ta đang giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc viên mãn nè, được nhiều người yêu quý, có nhiều quý nhân phù trợ, là cái kết quả của việc những cái hạt mầm, những cái hành động, những cái suy nghĩ, những cái niềm tin, những cái thói quen của họ trong quá khứ anh chị ha, tạo nên kết quả hiện tại của họ. Hiện tại của chúng ta được tạo nên từ những cái suy nghĩ, niềm tin, hành động, tư duy, thói quen, những cái hạt mầm chúng ta gieo trong quá khứ. Vậy thì nếu chúng ta muốn thay đổi kết quả của ngày tương lai, vậy chúng ta cần phải tập trung vào những cái gì ạ? Hành động, thói quen, suy nghĩ, những cái hạt mầm chúng ta gieo của ngày hôm nay anh chị ha. Những anh chị nào chúng ta vui lòng mà nhắn tin những người bạn của mình để được hướng dẫn kỹ hơn về cách viết mục tiêu. Còn tôi đã hướng dẫn rồi. Có thể anh chị vào muộn. Anh chị vào muộn thì tôi cũng không có cái trách nhiệm để nói lại anh chị ha. Tại vì những anh chị em ngồi trong phòng Zoom này là họ đã nghe tới cái nội dung này rồi. Chúng ta vào trễ chúng ta còn comment lên là bảo hướng dẫn lại. Không được anh chị.
ta vui lòng nhắn tin cho cái người bạn mà đã gửi link cho mình đi. Người ta sẽ gửi đường link cho anh chị xem lại và anh chị ghi chép lại, sau đó anh chị cùng thảo luận với họ. Được mà. À, chứ không phải là chúng ta bảo là chỉ đi. Chỉ cho mình đi, mình chưa xem mà chỉ cho mình được không? Anh chị có hiểu cái câu chuyện là nếu chúng ta không nạp một cái dữ liệu nào hết. Chứ mình giả sử nha. À, anh chị có một cái cuộc họp với các cái đối tác của mình. Và trước khi họp ấy, thì các đối tác của mình có đưa lên một cái bản gọi là ngày mai, một cái bản phác thảo, cái ý tưởng. Và họ bảo chúng ta là về nhà xem đi, ngày mai mình sẽ lên thảo luận với nhau và đưa ra chiến lược thôi, đưa ra cái quyết định rồi. Thì cái người đó họ về họ không xem, xong họ mang một cái đầu rỗng tét, một cái đầu không có một chút dữ liệu thông tin về cái, về một cái gọi là một cái kế hoạch, một cái chiến lược gì, và cũng không có một ý tưởng gì trong đầu. Họ lên họ bàn và thảo luận với những cái người đó cái tác kia. Thì theo anh chị là cái kết quả là gì? You are fire anh chị. Tôi không hợp tác với bạn nữa. Chúng ta phải nạp dữ liệu vào, chúng ta mới có thể thảo luận với những người bạn của mình được. Đúng không ạ? Đấy. Nên nếu chúng ta muốn thay đổi cái kết quả của ngày tương lai, chúng ta cần phải thay đổi cái hiện tại của mình anh chị ha. Chúng ta cần phải có những cái sự thay đổi. Chúng ta cần phải lựa chọn những cái suy nghĩ, những cái hành động, những cái hạt mầm, những cái thói quen, và gieo nó vào ngày hôm nay để cái kết quả ngày tương lai của chúng ta chính là sự thành công anh chị. Còn nếu chúng ta tiếp tục gieo những cái hạt mầm cũ, suy nghĩ cũ, thói quen cũ, niềm tin cũ, thì kết quả của mình nhận được đó chính là kết quả của ngày hôm nay rồi. Thì quá khứ mình gieo sao thì giờ mình nhận vậy nè. Thì bây giờ mình cần phải thay đổi thôi. Tương lai huy hoàng của anh chị hay tương lai anh chị có thành công hay không, nó sẽ phụ thuộc vào cái thời điểm hiện tại rất nhiều anh chị ha. Thời điểm hiện tại rất nhiều anh chị. Và với cái yếu tố số 6 anh chị ha, là chúng ta cần phải thiết lập cái mục tiêu ở thì hiện tại anh chị. Là gì ạ? Tôi có tổng tài sản là 23 tỷ. Tôi có tổng lợi nhuận là 100 triệu, 200 triệu trong tài khoản ngân hàng Techcombank của tôi. Tôi sở hữu xe Mercedes C200. Tôi sở hữu biệt thự. Rồi tôi là triệu phú đô la. Tôi được tuyên dương. Rồi dạ, tôi được đi vòng quanh thế giới. Tôi được sống trong một, tôi được sống cái phong cách sống gì ạ? Như mình mong muốn. Thì chúng ta phải dùng gì ạ? Ở thì hiện tại là tôi được, tôi có, tôi là, tôi sở hữu. Tôi đi, tôi ở. Chứ không có dùng cái từ là tôi nhất định nha. Hay tôi về cố gắng nha. Cũng không dùng cái từ là tôi quyết tâm rồi, tôi cam kết rồi, tôi phải có, tôi chắc chắn có. Thì cái đó là không có anh chị. Cái đó không có anh chị. Cái đó là nó chưa có luôn. Thậm chí đó mình nói cái đó là theo anh chị nó có chưa? Chưa nha. Mà tiềm thức là, nếu mà chúng ta nói như thế, tiềm thức có bảo là chắc chưa cần. Chưa cần nên chưa cho. Thế vì sao mà chúng ta nói chúng ta muốn có cái nhà, cái xe mấy chục năm nay chưa có, là bởi vì tiềm thức bảo là gì? Thì tương lai. Mà tương lai thì không bao giờ đến. Tại vì mở mắt ra là ngày hôm nay, ngày mai là ngày hôm nay rồi. Cái tương lai là cái gì đó, một cái khái niệm gì đó nó rất là xa xôi anh chị, kiểu thế. Được không ạ? Đó là cái thì hiện tại anh chị. Chúng ta cần phải đặt mục tiêu ở thì hiện tại nha. Anh chị bao nhiêu anh chị chúng ta hiểu cái yếu tố số 6 tôi vừa nói. Thì của mình số 6 rồi mà. Và yếu tố cũng là số 6 luôn, nhưng mà một cái vế nữa, chính là chúng ta phải sống như thể mình đã đạt được rồi. Sống như thể mình đã đạt được rồi anh chị. À, ví dụ nha. Ví dụ thì chắc là ví dụ nha anh chị, có hai người làm cho mỗi công ty đi. Thì hai người thì đều được đề cử lên vị trí là giám đốc. Thì đang trong quá trình gọi là giống như quá trình mà gọi là khảo sát và để xem cho ai lên, tại vì năng lực như nhau. Gọi là tài năng thì như nhau. Chúng ta không nói về những yếu tố khác anh chị, mình chỉ tập trung vào năng lực của họ thôi. Nhưng mà một người ấy, thì khi mà họ nghe là họ đang được chuẩn bị đề cử để lên làm giám đốc ấy, thì họ vẫn có những cái hành động cũ. Bằng cách đó chính là đi làm trễ, về thì về sớm, đến công ty thì lôi thôi, mặc đồ thì kiểu như là không có chỉnh chu. Và lúc nào làm việc cũng thiếu trách nhiệm.
và không có một cái trách nhiệm, như họ nghĩ là cái bàn làm việc của ai thì người ta tự sắp xếp, chứ không quan tâm tới những cái bàn làm việc của những cái bạn làm việc cùng văn phòng đó của mình, không quan tâm, không có để tâm tới luôn. Nhưng mà một cái bạn B á anh chị, cái bạn A thì như vậy, như cái bạn B thì bạn ngay cái giây phút bạn nói bạn đang trong quá trình được đề cử làm giám đốc anh chị, bạn bắt đầu ăn mặc chỉnh chu hơn, đến công ty sớm, về muộn, cống hiến nhiều hơn, tạo giá trị nhiều hơn, giúp đỡ anh chị em trong cái phòng ban đó. Thì theo anh chị là với cái hành động như thế thì theo anh chị là người A hay người B được đề cử lên và những cái vị trí giám đốc đó, có nghĩa là mặc dù họ chưa lên nha, mặc dù họ chưa lên anh chị ha, nhưng mà họ bắt đầu có những cái hành động là họ đã lên cái vị trí đó rồi, bắt đầu phải có những cái trách nhiệm như thế, họ bắt đầu họ nhận trách nhiệm về mình anh chị, họ bắt đầu họ nhận trách nhiệm về mình nhiều hơn. Có người kia bảo khi nào lên thì tính, chưa lên biết đâu mình trả lên thì sao, đúng như rằng không lên luôn anh chị. Và Tú có mỗi câu nói rất là tâm đắc, đó chính là gì ạ? Cơ hội tốt nhất chỉ dành cho những người mạnh nhất thôi anh chị, và cơ hội chỉ đến với những ai thực sự sống với giấc mơ của mình và cái hoài bão, cái khát khao của mình, và cơ hội chỉ đến với những ai thực sự nỗ lực để có được nó. Thì cái cơ hội đó chính là cái cơ hội giúp chúng ta thành công đấy. Nếu mà chúng ta muốn trở thành một người thành công anh chị, giàu có, một người thành công và giàu có, một thương nhân kinh tế lõi lạc, một triệu phú đô la thực thụ, thì chúng ta phải bắt đầu sống như một triệu phú đô la, làm việc như một triệu phú đô la. Một cái người mà thành công về tài chính thì họ có những cái suy nghĩ gì, họ làm những cái gì mỗi ngày, họ thà dành một ngày 18 tiếng, làm việc chăm chỉ để xây dựng giấc mơ của mình, còn hơn một ngày làm việc 8 tiếng nhưng để xây dựng giấc mơ cho người khác. Đó là sự khác biệt giữa người thành công và người đang thành công anh chị. Người thành công họ chấp nhận dành cái thời gian làm việc của họ 18 tiếng một ngày để họ xây dựng giấc mơ của mình. Nhưng rồi cái tương lai về sau của họ sẽ có một cái sự thành công huy hoàng, tự do về tài chính, tự do về thời gian, tự do về không gian, có ích cho xã hội, có giá trị tạo nhiều, tạo ra được công ăn việc làm cho hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu con người. Còn hơn một ngày làm việc 8 tiếng nhưng mà xì ước mơ cho một người khác, để rồi cuối cuộc đời khi bắt đầu công ty sa thải và cho về hưu, lũ thủi cầm thùng tập hồ sơ của mình ấy, đi về nhà và trở thành những cái người gọi là không ước mơ, không hoài bão, không mục tiêu, thất nghiệp nè. Lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy rất là luyến tiếc và tiếc nuối vì trong cái thanh xuân, cái thời gian mà chúng ta gọi là năng lượng nhất, khỏe mạnh nhất, tràn trề nhất, gọi là nhiệt huyết nhất, chúng ta lại không dành cái thời gian đó, cái sức khỏe đó, cái trí tuệ đó, cái chất xám đó để dành để mà xây dựng một công việc kinh doanh, một cái sự nghiệp cho mình. Bởi vì chúng ta gì ạ? Quá là trốn tránh anh chị. Chúng ta quá là trốn tránh với cái việc mà ngụy biện cho cái việc là không sao đâu, tới đâu hay tới đó, cuộc đời màu hồng mà, cuộc đời vẫn đẹp sao mà. Đấy, chúng ta nghĩ rằng là gì ạ? Không sao đâu, mình cái công việc của mình thì nó cứ bền bỉ và nó cứ duy trì vậy. Bây giờ mình đi làm, tích lũy tiền, gửi ngân hàng, có sổ tiết kiệm, mua cái nhà, mua miếng đất cho thuê, thì cuộc đời sau này về già một tháng có thu nhập thụ động khoảng 20 triệu. Chúng ta lại, bởi vì chính vì cái sự mà thiếu thông tin, thiếu kiến thức, thiếu tư duy, chúng ta lại không biết được rằng là ngày càng mọi thứ đều vật giá leo thang anh chị. Và nếu ta không bắt đầu, không có sự chuẩn bị cho một cái tương lai huy hoàng của mình, bắt đầu từ ngày hôm nay, thông qua việc bắt đầu xây dựng một hoạt động kinh doanh cho riêng mình, thì những năm tháng về sau anh chị ha, chúng ta sẽ cực kỳ chật vật bởi vì những cái đồng lương hưu chắc chiêu từng ngày, để mà ăn cũng không dám ăn, tiêu cũng không dám tiêu, rồi sống chật vật, kết thúc một cuộc đời gọi là gì đấy, rất là không thoải mái. Chúng ta có bao giờ nghĩ về cái gì đó không anh chị? Nếu mà chưa thì những anh chị nào chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh như thế, chúng ta nên nghĩ đến anh chị. Chúng ta nên nghĩ đến đi.
Chúng ta bắt đầu có những cái kế hoạch, những cái chiến lược, bắt đầu cho mình những cái tầm nhìn xa hơn. Là mình sẽ trở thành ai, mình sẽ làm gì để thay đổi cái kết quả tương lai của mình. Bởi vì ngày hôm nay mình đã thấy được nó rồi anh chị. Muốn biết cái kết quả của mình ngày hôm nay, ngày tương lai sẽ như thế nào ấy, mình hãy nhìn vào những cái người đi trước với cái con đường anh chị đang đi. Chúng ta sẽ biết chính xác kết quả mình như thế nào rồi. Ví dụ anh chị đang làm trong ngành nào thì anh chị nhìn cái người mà làm trong cái ngành đó lâu nhất ấy, cái kết quả của họ là gì thì anh chị là người tiếp theo ấy. Đấy. Vậy thì sống như thể đã đặt rồi, chúng ta hãy sống như 1 triệu đô la. Và khi mà chúng ta muốn sống 1 triệu đô la anh chị hay 1 tỷ đô la thì chúng ta phải biết được rằng là họ có suy nghĩ gì. Tại vì suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc thì tạo ra hành động, và hành động thì tạo ra kết quả. Vì nếu chúng ta muốn thay đổi cái kết quả thì chúng ta cần phải thay đổi cái hành động và thói quen ngày hôm nay anh chị ha. Nhưng mà thay đổi như thế nào đây? Làm sao để mà làm việc thành công nè, làm việc hiệu quả, làm việc khôn ngoan và chiến thắng anh chị? Vì có rất là nhiều người làm việc chăm chỉ nhưng chưa có giàu. Anh chị có thấy là ở ngoài kia có nhiều không ạ? Có, không chừng là có mình trong đó đó. Làm việc rất là chăm chỉ, rất là gì đó, rất là vất vả luôn nhưng mà chưa có giàu. Nhưng có rất là nhiều người họ làm việc nhàn nhã, thảnh thơi anh chị ha, nhưng họ có rất là nhiều tiền. Họ có rất nhiều tiền luôn. Nó đến từ cái việc họ gì, họ có những cái suy nghĩ, những cái tư duy. Nó đến từ cái trí tuệ của họ anh chị ha. Và cái điều quan trọng đầu tiên anh chị, để mà có thể sống như thể mình đã đạt được, mình đã là 1 triệu đô la rồi, mình đã là một người thành công và giàu có rồi anh chị, chúng ta hãy gì ạ, bắt đầu, bắt chước và học theo tư duy của những người thành công và giàu có anh chị nha. Bắt chước và học theo tư duy của những người thành công và giàu có, được không ạ? Hãy sống như thể là mình là một cái người giàu anh chị. Có nghĩa là mình hãy sống như những cái gọi là hệ tư duy, hệ niềm tin của những người thành công và giàu có. Và chúng ta muốn biết được thì chúng ta cần phải học anh chị ơi. Ta muốn biết được chúng ta cần phải học. Học từ ai à? Học từ những người giàu có, những triệu phú la, xem họ suy nghĩ gì, họ tư duy gì và cái thói quen họ là gì. Khi mà tôi nói như vậy có nhiều anh chị bảo là thế là mình phải modeling người thành công hả em? Phải không chị, phải không bạn? Nhưng mà họ nghe cái vế đầu tiên nha, họ bỏ lên cái vế sau. Họ nghe là mình phải sống giống như như 1 triệu đô la, 1 tỷ đô la. Mình phải modeling người thành công, mô phỏng người thành công. Thế là họ không có hiểu. Và đặc biệt là họ còn bị hiểu nhầm nữa. Thế là họ gì? Họ thấy người giàu làm gì họ làm đó. Họ đi huy động vốn, họ ăn mặc đẹp. Họ đi huy động vốn, họ thấy người giàu đi đâu họ cũng đi đó. Người giàu đi resort 5 sao, họ đi resort 5 sao. Người giàu đi châu Âu, họ huy động vốn, họ đi châu Âu. Họ thấy người giàu là đeo Rolex, họ cũng đi huy động vốn đeo Rolex. Họ thấy người giàu đi Mercedes, họ cũng huy động vốn, họ mua Mercedes luôn. Họ chỉ bắt chước cái kết quả thôi anh chị. Nhưng mà bắt chước cái kết quả thành công thì không thấy đâu, nhưng mà thấy nợ. Đấy, họ bắt chước cái kết quả thôi. Mô phỏng mọi cái kết quả anh chị. Chưa giàu lên nhưng mà thấy là ngày càng là tiền đang được dương rồi đó. Nên nếu chúng ta chỉ mô phỏng cái cách sống của người thành công thôi, chúng ta chỉ mô phỏng cái kết quả của người thành công thôi anh chị, là nó chưa có đúng, mà chúng ta cần phải gì ạ? Chúng ta mới bắt chước kết quả của họ thôi. Nhưng chúng ta vẫn giữ suy nghĩ của một người chưa thành công về tài chính, một cái người đang có những cái thói quen, những cái hệ tư duy, những cái niềm tin của những người mà không thành công về tài chính, thì kết quả của mình, cho dù anh chị có thể là huy động vốn nhiều thế nào chăng nữa, thì kết quả của mình đâu là vào đấy anh chị, đâu là vào đấy thôi. Tại vì sao anh chị, có một cái quy luật bất biến của vũ trụ chính là quy luật cân bằng. Chúng ta chỉ nhận được chính xác những gì mà chúng ta xứng đáng có thôi. Và giá trị chúng ta tới đâu, giá trị nội tại chúng ta tới đâu thì chúng ta sẽ nhận được chính xác cái bên ngoài như vậy. Nếu mà cho tôi được hỏi nha. Cho tôi được hỏi. Ví dụ nha. Đây. Chúng ta thấy giờ này hôm nay là có những cái rất là hot đúng không? Ví dụ iPhone 14 anh chị ha. Đây iPhone 14 nha. Ví dụ. Cái giá trị của cái điện thoại này, giá trị cái nội tại cái điện thoại này chỉ là 50 triệu thôi. Anh chị có chấp nhận và đồng ý chia 500 triệu để mua không? Anh chị có sẵn sàng chia 500 triệu để mua một cái điện thoại mà cái giá trị nội tại của nó bên trong là bao gồm cả phụ kiện, rồi ở bên trong, rồi chip, rồi bất gọi là vân vân, rồi thương hiệu, rồi kể cả chăm sóc khách hàng, rồi cả tất cả mọi thứ luôn. Chắc chắn là không anh chị?
tại vì cái giá trị của nó theo trên thị trường cho phép là chính là 50 triệu thôi. Thì tương tự như vậy, nhưng cái giá trị nội tại của chúng ta nó quá thấp, mà chúng ta có những cái mục tiêu, những cái nhu cầu với vũ trụ quá lớn, thì vũ trụ nó rất là muốn nói với mình một câu rằng là này, lo phát triển tư duy đi, phát triển trí tuệ đi, kiến thức thì không có, trí tuệ thì thấp kém, mà lúc nào cũng muốn tiền tỷ, lúc nào cũng muốn ở nhà biệt thự, lúc nào cũng muốn đi ô tô. À, vũ trụ nhưng mà biết nói, vũ trụ mà biết nói, vũ trụ sẽ nói với chúng ta như vậy anh chị. Nhưng vũ trụ sẽ không nói với chúng ta, vũ trụ chúng ta sẽ cho chúng ta những cái nguồn lực và đến nhắc nhở anh chị thông qua một cái hoàn cảnh, sự vật, sự việc. Anh chị có để ý là trong cuộc đời của mình có những cái lúc mà chúng ta kiếm được rất nhiều tiền không? Tiền rất nhiều mà bây giờ đi đâu hết rồi? Tự nhiên là lâu rồi thì có một cái đối tác tuyệt vời đến và bảo là gì ạ? Chúng ta cùng nhau hợp tác nhé. Xong tự nhiên cùng nhau hợp tác cái phá sản luôn anh chị. Tự nhiên không không tiền chưa được nắm túi nữa. Đầu tư. Bao nhiêu người đầu tư thành công, mình nhảy vào thì mình lại không thành công. Bao nhiêu người kinh doanh người ta phất lên còn mình phất xuống. Đúng không? Bao nhiêu người người ta kiếm tiền, người ta mua nhà, mua xe, người ta đi lịch quanh thế giới mà nườm nượp, mình nhảy vào thì thấy gì ạ? À? Thấy gì đó ai? Thì anh chị chúng ta tự biết. Thì do cái giá trị nội tại của mình nó thấp quá và chúng ta có những cái nhu cầu, những cái mục tiêu nó quá là lớn. Thì tương tự như vậy, nếu chúng ta chỉ copy cái gì ạ? À, cái kết quả của những người thành công là các triệu phú đô la thôi, phong cách sống của họ thôi. À, thì sao anh chị? Với là chúng ta mô phỏng cái kết quả bằng cách chúng ta huy động vốn để về có cái cách ăn mặc như họ. Thì sao? Đâu là vào đấy anh chị ha. Còn cách tuyệt vời đó, vũ trụ sẽ lấy đi những cái gì mà chúng ta không có xứng đáng có đâu. Được không ạ? Đó là chúng ta đang hiểu chưa đúng. Thì làm sao để thay đổi đi anh chị? Không phải chúng ta bắt chước kết quả anh chị ha. Mà hãy bắt chước cái tư duy và thói quen của họ. Bắt chước cái tư duy và thói quen của họ anh chị nha. Thói quen quản lý tiền của họ. Cái cách họ kiếm tiền như thế nào. Tại sao cùng là đi kiếm tiền, bước một đều phải đi kiếm tiền như nhau. Mà tại sao họ lại kiếm nhiều tiền hơn, còn mình lại kiếm gì ạ? Chắc chiêu từng đồng, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, xài không dám xài. Mà mỗi tháng còn lại không dư nữa. Họ thói quen tại sao mà họ biết cách quản lý tiền, họ đầu tư, họ kinh doanh như thế nào, mà tại sao ngày càng họ thành công hơn. Họ bắt chước gì ạ? Cái hành động của họ. Họ có những suy nghĩ đó thì họ hành động như thế nào? Còn họ học tập này, họ phát triển đọc sách nè, họ phát triển tư duy thông qua việc đọc sách buổi sáng nè. Mình bắt chước những cái đó anh chị, bắt chước những cái tư duy của họ anh chị ha. Và ăn uống lành mạnh ra sao, họ tập thể dục như nào, họ trân trọng yêu thương cái cơ thể của họ như thế nào. À, để họ có một cuộc sống gọi là vừa thành công về tài chính, vừa khỏe mạnh, vừa xinh đẹp, vừa trẻ trung, vừa hạnh phúc. À, đấy, được mà. Thì đó mới gọi là mô phỏng và sống như thể mình đã là một người thành công rồi anh chị ha. Chúng ta còn phải sống từ cái tư duy, từ cái tư duy, từ cái hạt mầm trong cái tầng tiềm thức của mình, chứ không phải là từ cái kết quả. Cái yếu tố cốt lõi là tư duy và thói quen, và thói quen ở đây chính là hành động anh chị, và hành động đến từ tư duy, hành động đến từ tư duy anh chị ha. Cho nên trước khi muốn thay đổi kết quả, chúng ta cần phải thay đổi tư duy của mình. À, đó là vì sao chúng ta cần phải tham gia đầy đủ các buổi Zoom cùng với nhóm học tập của chúng ta, Zoom sáng, Zoom tối và các buổi Zoom, đặc biệt là một cái buổi Zoom mà đã giúp cho Tú và rất nhiều anh chị em nhóm trưởng và các anh chị em bạn bè của chúng ta có những cái kết quả ngoại hạng, vượt bậc, ngoạn mục. Đó chính là chương trình Zoom 60 ngày làm chủ tư duy, thay đổi tư duy, làm chủ cuộc đời anh chị. Đấy, thì chúng ta còn phải tham gia ngay từ cơ bản đến nâng cao anh chị, để chúng ta hiểu được cái gọi là cái sự vận hành của tiềm thức, cái sự vận hành của luật hấp dẫn. Làm sao chúng ta làm chủ tâm trí của mình, làm sao chúng ta có thể gì a kiểm soát được tâm trí của mình để mà mình liên tục gặt hái được những cái sự thành công như mình mong muốn. Chúng ta hoàn toàn có thể là có năng lực và khả năng đạt được bất kỳ một cái kết quả thành công nào chúng ta mong muốn anh chị ha, chỉ cần chúng ta mong muốn thôi, đúng không ạ? Đó chính là gì ạ? Ý nghĩa của cái việc mà sống như thể đã đạt được rồi. À, đó chính là sống như thể đạt rồi, nghĩa là chúng ta cần phải thay đổi. Sorry anh chị, sống như thể đã là một người thành công rồi. Đó chính là chúng ta thay đổi từ bên trong anh chị ha, từ trong cái đây nè. Tâm trí của mình ấy, tư duy của mình ấy. Và điều đó nó cũng sẽ đúng với sức khỏe của mình luôn anh chị. À, bao nhiêu trong số anh chị đây chúng ta mong muốn là gì ạ? À, mình có một sức khỏe gọi là tràn trề năng lượng. Và thậm chí là muốn cải thiện sức khỏe của mình, vóc dáng của mình nè, hiện trạng hiện tại của mình,
cái body hiện trạng của mình nè. À, và chúng ta lại không thích cái bụng to của mình. Đấy, có những anh chị là ăn cho quá vô, là không mà không yêu thương cơ thể, xong mà không luyện tập thể dục thể thao. À, lúc đầu đầu óc mình lúc nào cũng mệt mỏi, lúc nào cũng đau đầu. Cho tôi hỏi những anh chị nào mà chúng ta học gym buổi tối, chúng ta học rất là năng lượng nghe rất hay, nhưng mà đầu mình không thể nào tập trung được bởi vì nó đau quá, nó ơi quá, nó không được thoải mái. Đấy, bởi vì chúng ta rất muốn học nhưng mà cái cường độ của mình ấy là nó không cho phép. Bởi vì sao anh chị biết không? Bởi vì mình trước giờ mình không luyện tập, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì ạ? Cơ thể của mình hay cái kết quả về tài chính của mình, cái kết quả về sức khỏe của mình anh chị, nó chỉ phản ánh chính xác cái thói quen và cái hành động và cái giống như tư duy anh chị ấy, là do chúng ta nạp vào. Vậy cái kết quả tài chính của anh chị ấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái gì chúng ta nạp vào trong đầu của mình và chúng ta input qua ra bên ngoài thông qua những cái hành động, gọi là những cái phản ứng hay những cái quyết định kinh tế dựa trên cái tư duy mà chúng ta đang có trong đây có cái gì nhỉ? Nên cái việc mà chúng ta nạp cái gì, học cái gì vào trong đầu mình cũng cực kỳ quan trọng anh chị ha. À, tại vì đây là cái thứ quyết định mà chúng ta, ví dụ anh chị đứng trước một cơ hội kinh doanh, một cơ hội đầu tư, một cái quyết định gì đó, thì thường chúng ta sẽ cái gì nó nhảy số đầu tiên. Cái đầu nhảy số đầu tiên, bởi vì nó xin à, tốt hay không tốt, tốt, tốt. Đầu tư nhiều hay ít? Nhiều. Đầu tư hết luôn, hết. Thì tại vì chúng ta dựa trên cái thông tin, cái dữ liệu là có nhiêu đó thì nó chỉ gì à? Nó chỉ phân tích được nhiêu đó thôi. Thì tương tự như vậy, cái cơ thể chúng ta không khỏe, nó sẽ phản ứng thông qua gì à? Đau nhất, đau đầu, đau tai, đau các kiểu. Rồi dạ, à, bụng đang khỏe dần lên. Thì nó sẽ phản ánh chính những cái gì chúng ta nạp vào mỗi ngày chứ. Do cái chế độ ăn uống của mình, do cái lối sống sinh hoạt của mình, do cái cách mình nghỉ ngơi, mình tập thể dục thể thao. À, thì chúng ta phải hiểu được cái căn cơ rốc rễ của mọi cái sự vật sự việc mà đang hiện hữu bên ngoài của mình anh chị. Nó được tạo nên thông qua những cái gì? Kết quả tài chính thì thông qua tư duy. Sức khỏe của mình thì sẽ thông qua cái cách ăn uống sinh hoạt của mình anh chị ha. Nên nếu chúng ta muốn cải thiện thì sao? Hay chúng ta muốn sống chung với những cái điều đó? Có ai mà muốn sau này kiếm rất là nhiều tiền nhưng mà người thì gọi là đứng lên cái bên trái kêu cái rớp, bên phải kêu cái rớp anh chị? Thậm chí mỗi lần đứng lên da chóng mặt quá. Thậm chí là có ai muốn là mình có rất là nhiều tiền nhưng mà mình bị béo phì không à? Rồi ai có ai muốn là mình có rất là nhiều tiền nhưng mà mình có những cái vấn đề về sức khỏe, mình ngại chia sẻ, lúc nào mình cũng bảo là mình khỏe hơn chị, nhưng mà bên trong lại đánh nhau y xèo á. À, nên buộc lòng mà chúng ta cần phải thay đổi anh chị à. Muốn thay đổi, chúng ta cần phải thay đổi từ tư duy, từ nhận thức anh chị. Nhận thức rất quan trọng, tư duy cực kỳ quan trọng anh chị. Nếu chúng ta muốn có một cái cơ thể khỏe mạnh, chúng ta phải biết cái người có cái cơ thể khỏe mạnh, người ta có suy nghĩ gì, cái thói quen của người ta ăn uống sinh hoạt như nào, luyện tập thể thao như nào, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta muốn có cái kết quả như thế nào, chúng ta cần phải hỏi những cái người đã đạt được cái kết quả đó rồi, không chỉ về tài chính mà còn trong mối hạnh phúc gia đình. Ví dụ chúng ta rất là ngưỡng mộ gia đình của hai anh chị kia, sao hai vợ chồng cùng làm kinh tế với nhau, yêu thương nhau, hòa hợp với nhau, còn hai vợ chồng mình tối nhau tối ngày là đó, kiểu như là tối ngày là cứ bép 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 ấy các anh chị, cãi nhau, không hòa hợp. Rồi tại sao con cái của cái anh chị đó rất là ngoan ngoãn, học rất là giỏi, còn con cái mình là ngày nào mình cũng gào lên, mình cũng thét vô tai như lửa, như thét lửa ra lửa mà nó vẫn gọi là đang học chăm chỉ lên. Chúng ta muốn biết người ta giáo dục con như thế nào, chúng ta cần phải hỏi những cái người mà đã có những cái thiên tài, đã giáo dục những cái thiên tài như vậy. Những học tập của chúng ta có rất là nhiều anh chị, nên khi chúng ta tham gia những cái buổi Zoom nâng cao cùng với câu lạc bộ, cùng với nhóm học tập của chúng ta, ta sẽ được giao lưu, cùng với lắng nghe những cái sự mà chia sẻ cái cách mà làm sao để mình có những cái mối quan hệ như vậy, mình có những sự hợp trong mối quan hệ, mình có một cái sức khỏe tốt, vóc dáng đẹp, body chuẩn, khỏe mạnh trên năng lượng, và mình có một cái con số, cái kết quả về tài chính như mình mong muốn anh chị ha. Chúng ta cần phải biết họ suy nghĩ gì để mà mình có được cái kết quả về cái sức khỏe như họ. À, lý do mà mình mỏi chỗ này mỏi chỗ kia, nhức đầu là gì anh chị? Ví dụ có một số anh chị là lớn tuổi là đang khỏe dần lên anh chị ha, thì đến từ tư duy và thói quen thôi. Lý do mà mình bị mỏi chỗ này mỏi chỗ kia, mình đang gọi là mụn mỉm đấy, mình gọi là mụn mỉm đi chứ nghe béo thì một số anh chị tự ái đấy, đến từ thói quen của mình thôi. Mọi thứ bắt nguồn từ tư duy, từ suy nghĩ,
từ cái nhận thức và cái thói quen hành động của mình anh chị ha. Được không ạ? Nên việc của chúng ta chính là giờ muốn có cái kết quả cơ thể khỏe mạnh, chỉ cần sống theo thói quen và biết được những cái người có cái tư duy cơ thể khỏe mạnh họ làm gì. Việc của mình chính là gì ạ? Lấy những cái tư duy đó, học hỏi và bắt chước theo. À, để gì ạ? Để mình bắt đầu ra những cái kết quả không chỉ về tài chính mà về sức khỏe nữa anh chị ha. Làm như họ thì có kết quả thôi anh chị. Học từ người thành công thì thành công luôn anh chị ha, thành công luôn. Về cả tài chính cũng như thế luôn. Thì đó chính là gì? Sống như thể mình đã đạt được mục tiêu của mình rồi. Sống như thể mình đã đạt được giấc mơ hoài bão của mình rồi. Như mình là một người giàu có và thành công rồi anh chị ha. Được không ạ? Đấy, đó chính là cách để mà chúng ta gì ạ? Về cái yếu tố số 6 là thì hiện tại và sống như thể mình đã đạt được mục tiêu hoài bão của mình. Và mình là người thành công và giàu có. Và để mình sống như thể là một người thành công và giàu có rồi, chúng ta cần phải thay đổi từ cái gì anh chị? Có phải thay đổi bắt chước kết quả không ạ? Hay là mình bắt chước tư duy và thói quen của họ? Mình bắt chước cái gì anh chị? À, mình bắt chước cái gì ạ? Bắt chước cái tư duy và thói quen của họ anh chị ha. Để bắt chước kết quả thôi thì là mình chưa giàu nhưng mà đang tiền đang dương dần lên đấy. Rồi, à hồi nãy có tôi nói về cái phần mà đặt mục tiêu mà ngay chỗ mà cái con số tài chính là mình sẽ chọn bao nhiêu anh chị. Thì cái công thức đầu tiên là công thức mà trung bình cộng anh chị ha. Là 2 tháng tham chiếu lợi nhuận 2 tháng gần nhất cộng lại và chia đôi và nhân cho 130%. Nhưng nếu như anh chị nào chúng ta ứng dụng theo công thức mà duy trì anh chị ha, à, thì chúng ta có thể là gì ạ? Mình xem ví dụ như là cái lợi nhuận của, ví dụ như công thức trung bình cộng nha, là tháng 9 mình được 100 triệu, tháng 10 mình được lợi nhuận 200 triệu, thì 100 triệu cộng 200 triệu chia 2 là bao nhiêu anh chị? Là 150%. 150% mà nhân cho 130% thì là nhích lên khoảng 170-180 triệu anh chị. Thì lợi nhuận của mình đặt trong tháng 11 này là 170 hoặc 180. Nhưng mà đối với những anh chị là chúng ta có cái mức lợi nhuận nó lớn, ví dụ như là tháng 9 chúng ta đạt lợi nhuận là 1 tỷ từ hoạt động kinh doanh của mình, nhưng tự nhiên là tháng 10 nó đột biến lên cũng từ hoạt động kinh doanh luôn, nó lên 2 tỷ hoặc thậm chí lên 5 tỷ luôn, thì mình sẽ lấy là 1 tỷ cộng 5 tỷ chia 2, à, chia 2 anh chị ha, là 6 tỷ đúng không? À, 6 tỷ chia 2 là 3 tỷ, giữ luôn 3 tỷ vẫn được. Đó là công thức trung bình cộng chỉ, sorry anh chị, duy trì nha, công thức duy trì. Nhưng công thức duy trì này chỉ dành cho những anh chị đã học rất nhiều khóa cùng với anh chị em trong nhóm học tập của chúng ta rồi. Còn chúng ta là người mới, niềm tin chưa nhiều, đang nhiều dần lên. Chúng ta nên sử dụng công thức trung bình cộng anh chị ha. Và công thức duy trì ấy, chỉ dành cho những anh chị em học các cái buổi Zoom từ cơ bản nâng cao cùng với nhóm học tập và câu lạc bộ rồi. Chúng ta mới có thể ứng dụng được, bởi vì để ứng dụng được công thức duy trì ấy, nó cần phụ thuộc rất nhiều yếu tố về tư duy, về kỹ năng kinh tế, về sự, về cái niềm tin và cái trí tuệ của chúng ta, cái sự phát triển trí tuệ của chúng ta trong một thời gian dài nữa anh chị nha. Đúng không ạ? Và yếu tố số 7, số 8 anh chị. Số 7, số 8 là yếu tố gọi là không thể nào thiếu được. Nếu chỉ có 6 cái kia thôi mà không có số 6, số 7, số 8 thì sao? Thì coi như cái bức tranh, cái kết quả mục tiêu của mình thì cũng đạt được nhưng mà hơi lâu. Số 7 chính là hình ảnh. Và số 8 chính là cảm xúc anh chị. Yếu tố hình ảnh và cảm xúc. Bởi vì tiềm thức của chúng ta ấy, thì không hiểu con số. Chúng ta cảm thấy là chúng ta làm việc với con số nó hơi bị nhức đầu không? Mà chúng ta làm việc với cái gì mà hình ảnh màu sắc này kia mình thấy á, đầu óc mình nó bay nhảy. Sự sáng tạo nó bắt đầu rồi là dâng trào. Thì tương tự tiềm thức của mình cũng như vậy anh chị ha. Vậy sao anh chị? Chúng ta cần phải hình ảnh hóa cái bức tranh con số lợi nhuận mà chúng ta vừa đặt ở phía trên thành một bức tranh đầy màu sắc và cảm xúc. À, chúng ta sẽ được những người bạn của mình hướng dẫn và tố có một bức tranh mẫu anh chị ha. À, chúng ta có thể hỏi những người bạn của mình cái tranh mẫu của những người bạn của mình cũng được. À, hoặc là anh chị hãy lấy bức tranh mẫu của Tố, bức tranh mẫu 30 ngày của Tố anh chị ha. Chúng ta cần phải hình ảnh hóa
con số lợi nhuận tháng 11 của mình màu sắc và đầy cảm xúc. Là cái giây phút mà chúng ta đạt mục tiêu lợi nhuận 30 ngày thì mình đang ở đâu, mình đang làm gì, cùng với ai, bầu trời, âm thanh, ánh sáng, lúc đó mặc đồ gì, xung quanh mình quang cảnh như thế nào. Và khi mình đạt được mục tiêu lợi nhuận thì mình đã ăn mừng cùng với ai và nói với nhau những cái điều gì, và mình vui sướng như thế nào, cảm xúc dâng trào như thế nào. Từng tế bào rần rần lên. Và chúng ta cần hỏi những người bạn của mình về cái một cái bài bản nhạc nữa anh chị, chính là nhạc Victory, nhạc chiến thắng anh chị ha, để chúng ta có thể hình dung nó cảm xúc hơn, nó gọi rần rần tế bào hơn anh chị. Thì đó chính là yếu tố số 7 và số 8 anh chị ha. Số 7 và số 8 được chưa? Rồi bao nhiêu anh chị em ta hiểu được yếu tố số 7 số 8 rồi thì comment phim số 7 8 đi anh chị. Còn bức tranh chúng ta sẽ viết vào tối nay và ngày mai chúng ta sẽ cùng lên Zoom và giao lưu cũng như là học hỏi từ những người bạn của mình để chúng ta có thể gì viết được cái yếu tố của mình, cũng như là viết được cái bức tranh của mình nó đúng hơn anh chị. Và một cái điều mà tôi muốn chia sẻ anh chị ở đây đó chính là gì ạ? Cái mục tiêu về tài chính của anh chị nó phải có ý nghĩa với chúng ta anh chị ha. Đây là cái phần cực kỳ quan trọng luôn, cực kỳ quan trọng anh chị. Lý do mà có rất là nhiều người rất là tài năng, rất là tài giỏi nhưng họ không đạt được cái thành công và sự giàu có như họ mong muốn, bởi vì họ phí hoài cái tiềm năng, cái tài năng của họ, cái khả năng tuyệt vời của họ anh chị. Họ không bộc lộ và khai phá được để mà có thể gì đạt được cái mục tiêu của họ anh chị. Nó đến từ việc họ không có được cái lý do đủ lớn để làm cái điều đó. Và như tôi chia sẻ ở đầu cái buổi Zoom anh chị, là tất cả chúng ta, những anh chị mà có mặt trong phòng Zoom tối ngày hôm nay, họ đều hoàn toàn có khả năng nằm trong top 5% dân số kiệt xuất và giàu có, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới anh chị ha. Chúng ta hoàn toàn có khả năng làm được điều đó anh chị, chúng ta dư khả năng làm luôn ấy. Nhưng quan trọng là chúng ta phải có cái lý do lớn để làm được cái điều đó hay không thôi. Lý do để thực hiện cái mục tiêu, cái hoài bão, cái giấc mơ của mình anh chị. Và để tôi nói cho các anh chị biết một điều ha, là có hai cái mục tiêu mà quan trọng trong cuộc đời của chúng ta và chúng ta phải luôn theo sát và theo dõi, tiến hành và thực hiện nó mỗi ngày trong cái hành trình đạt được sự thành công của mình. Đó chính là mục tiêu 30 ngày anh chị và mục tiêu 6 tháng. Ở bên cạnh đó chúng ta còn phải lên mục tiêu và kế hoạch ngày, kế hoạch tuần, mục tiêu ngày, mục tiêu tuần nữa. Và thậm chí như hôm qua chúng ta định vị mình đúng không? Chúng ta cần phải định vị mình từ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa mình sẽ trở thành ai. Thì cái đó cũng nằm ở trong cái mục tiêu 6 tháng, là mục tiêu dài hạn anh chị. Được không ạ? Vậy khi, ví dụ như anh chị, khi mình nói về mục tiêu 10 năm đi, thì 10 năm nữa bạn có gì nha? Bạn trở thành ai và bạn nhìn thấy mình trở thành ai trong 10 năm tới? Bạn sẽ có một công việc kinh doanh như thế nào? Bạn đang ở đâu, cùng với ai? Và bạn đang có mức thu nhập bao nhiêu tiền? Đó chính là bức tranh 6 tháng anh chị. Và hoặc là 10 năm tới. Mà xa quá nhiều anh chị sẽ, chúng ta đang nạp dữ liệu đúng không? Thì 6 tháng, ví dụ là 6 tháng đi. Rồi chúng ta có bao nhiêu cái sự thành công, ta có những giá trị gì đóng góp cho xã hội này? Rồi sức khỏe chúng ta lúc đó có tràn trề năng lượng không? Có khỏe mạnh không? Chúng ta có một cái body như thế nào anh chị? Ba dòng bao nhiêu? Đó, ghi vào. Bức tranh đó của mình nghe thôi chứ ai mà nghe đâu mà mình sợ. Còn mối quan hệ chúng ta có những ai? Anh chị nên nhớ nha, chúng ta chơi với 5 triệu phú đô la, chúng ta là triệu phú đô la thứ 6 đấy. Chúng ta cần phải ra quyết định ngày hôm nay là chúng ta có 6 tháng nữa mình sẽ chơi với ai ? Trong cái phong cách sống của mình trong 6 tháng nữa là mình phải chơi với 5 triệu phú đô la. Cứ viết ra đã anh chị. Còn như thế nào từ từ tính. Được không ? Mình chơi với những người thành công thì mình là những người thành công. Mình chơi với những người trí tuệ thì mình là những người trí tuệ. Mình chơi với những người khỏe mạnh thì sao ? Mình sẽ trang chơi. Gọi là những người khỏe mạnh và những người tràn trề năng lượng cũng sẽ gì ? Khỏe mạnh và tràn trề năng lượng. Mình chơi với những người mà có những cái mối quan hệ hòa hợp, thanh bình, yêu thương, tích cực thì mình cũng sẽ trở thành người như vậy. Và mình chơi với những người doanh nhân thành công, thương nhân kinh tế lõi lạc thì trước sau gì, không sớm, cũng rất là sớm thôi anh chị, mình sẽ trở thành thương nhân kinh tế lõi lạc và doanh nhân thành công thôi. Vậy anh chị muốn 6 tháng nữa, hay 1 năm nữa, hay là 10 năm nữa, xa nữa là 10 năm nữa đi. Là mình sẽ có những cái điều gì anh chị? Và nếu mà chúng ta chỉ ngồi một chỗ và ghi ra thôi và không có một cái hành động gì hết thì theo anh chị có chuyện gì xảy ra không ?
chúng ta ghi ra mục tiêu rồi, ước mơ hoài bão của mình rồi, nhưng nếu chúng ta không có một cái hành động cụ thể nào hết thì theo anh chị chúng ta có đạt được mục tiêu của mình không ạ? Và có chuyện gì xảy ra không ạ? Không anh chị ha. Nếu ta chỉ tiếp tục có những cái hành động cũ, công việc cũ, cơ hội cũ, mối quan hệ cũ và thói quen cũ, thì chắc chắn với anh chị một điều, không cần phải tới đó cho anh chị, bây giờ mình có thể ngồi bấm tay luôn. Là sao anh chị? Là kết quả 10 năm nữa của anh chị sẽ là kết quả của ngay bây giờ thôi. 10 năm trước cũng giống như 10 năm nay thôi. Nếu chúng ta có những cái hành động cũ, suy nghĩ cũ, niềm tin cũ, thói quen cũ, mối quan hệ cũ và những cái cơ hội cũ, mà được mà chúng ta cần phải viết viết ra là mình trở thành ai, nhà mình tạo được bao nhiêu công ăn việc làm cho bao nhiêu người, mình giúp đỡ bao nhiêu người, mình đi du lịch những quốc gia nào, mình có những trải nghiệm gì, mình sẽ kể lại câu chuyện gì, câu chuyện thành công hay câu chuyện thất bại của mình cho lớp kế cận tiếp theo của mình, thế hệ tiếp theo của mình. Hành trình thành công mình tuyệt vời như thế nào, thế là một cái hành trình gọi là bao nhiêu tiếc nuối của mình. Được không ạ? Giấc mơ của bạn là gì anh chị? Giấc mơ của bạn là gì? Tôi có một giấc mơ anh chị. Có một cái bài hát bằng tiếng Anh ấy, I have a dream ấy. Tôi có một giấc mơ anh chị. Giấc mơ của anh chị là gì? Để mà khi cái, chúng ta có một cái lý do đủ lớn như vậy anh chị ha, thì nếu có một ai đó họ đến và họ nói tại sao mình phải làm việc chăm chỉ như vậy, tại sao mình phải học tập nhiều như thế, tại sao mình phải gì ạ, bạn phải gì làm việc với mỗi cường độ cao như vậy, kiên trì như vậy, tại sao bạn không bỏ cuộc đi, thì sao anh chị? Thì chúng ta hoàn toàn có thể có những cái câu trả lời vô cùng gọi là cương quyết, vô cùng quyết liệt và mạnh mẽ, đánh thép anh chị. Bởi vì tôi có hoài bão, tôi có cái chí lớn chưa thành, tôi có những mục tiêu vẫn chưa hoàn thành. Còn bạn thì sao? Hỏi lại câu đó hơn, cái người kia cũng suy nghĩ khá nhiều anh chị. Bởi vì họ bắt đầu họ nhận ra, tôi thật rằng họ không ước mơ, họ cũng không có hoài bão luôn, họ cũng chả biết chí lớn là gì luôn. Mà nghe chí lớn cũng nghe cái gì mà bay bổng dữ hen. Đó chính là lý do vì sao mà tôi không có một cái lý do nào để tôi dừng lại. Đó cũng là gì ạ? Ý nghĩa, gọi là nếu không, gọi là ý nghĩa anh chị. Chúng ta phải biết cái, chúng ta phải có một cái lý do đủ lớn để thực hiện cái mục tiêu của mình anh chị ha. Với cái giấc mơ của mình, cái lý do để anh chị chăm chỉ hành động thực hiện giấc mơ của mình mỗi ngày anh chị. Đằng nào cũng phải chăm chỉ và nỗ lực mà. Thế thì mình hãy chăm chỉ nỗ lực xây ước mơ cho mình, đúng không ạ? Tập trung là việc chăm chỉ xây ước mơ của mình anh chị ha. Chúng ta cần phải có một lý do đủ lớn. Vậy lý do của anh chị là gì ạ? Chúng ta có thể comment một vài lý do của mình được mà. Và sau đó mình tự note vào trong quyển sổ của mình. Và ngày hôm sau mình có thể thảo luận với những người bạn của mình anh chị ha. Lý do để mà tôi làm việc và học tập như vậy là gì? Tôi mong muốn cái điều gì? Để mà cái lý do đó nó phải lớn tới mức mà khi ai đó họ nói với chúng ta những câu mà không ủng hộ, chúng ta mình có thể có những câu trả lời vô cùng đanh thép. Đó chính là bởi vì tôi có mục tiêu, tôi có hoài bão mà tôi vẫn chưa hoàn thành được. Nên tôi vẫn đang miệt mài, chăm chỉ, kiên trì mỗi ngày, từng bước đến tiến tới mục tiêu của mình. Chúng ta hãy comment cái lý do của mình đi anh chị. Ít nhất 5 lý do tới 10 lý do anh chị chúng ta cần phải có gì ạ? Những cái lý do và ghi vào trong quyển sổ của mình. Để khi bất kỳ khi nào chúng ta muốn dừng lại anh chị, hãy mở quyển sổ đó ra và nhớ lại lý do mình đã bắt đầu là gì. Và tôi mong muốn anh chị là đừng chỉ hy vọng anh chị. Đừng chỉ đặt mục tiêu ra và để đó. Mà chúng ta hãy gì ạ? Hãy biến giấc mơ của mình thành sự thật anh chị ha. Chúng ta sẵn sàng đầu tư bao nhiêu công sức, đầu tư bao nhiêu thời gian và đầu tư bao nhiêu tiền bạc để thực hiện hóa giấc mơ của mình đây. Anh chị có sẵn sàng đầu tư bao nhiêu tiền bạc này, công sức này, thời gian để đạt được mục tiêu của mình hay để biến được ước mơ của mình trở thành hiện thực mà không phải là ước mơ nữa anh chị? Để chúng ta được sống một cuộc sống, một sống trong một cái cuộc sống mà hạnh phúc từng giây từng phút, mỗi ngày mở mắt ra một ngày tuyệt vời, một ngày phấn khởi, một ngày hào hứng. Bởi vì chúng ta biết được rằng hôm nay chúng ta cần phải làm gì để thành công anh chị, làm gì để tiến tới mục tiêu của mình. Bởi vì chúng ta là một người có hài bão, có giấc mơ, và chúng ta không cho phép bản thân mình gì được ù lì, được lười biếng, được bao biện, được vô trách nhiệm và thậm chí là gì, được oán trách, thậm chí là đổ lỗi. Đúng không ạ? Chúng ta phải có một cái giấc mơ. Giấc mơ của mình là gì và lý do để mà mình tiến tới giấc mơ của mình là gì, ước mơ của mình là gì.
để mà khi chúng ta mở mắt ra chúng ta biết được rằng là mình cần phải làm gì để tiến hành thành công anh chị. Lý do nó phải đủ lớn, lớn tới mức mà có thể vượt qua tất cả những cái điều mà không thoải mái xung quanh, thậm chí trong tâm trí của mình nó đang gọi là mâu thuẫn với nhau, nhưng mình vẫn có thể là không sao hết, vượt qua được. Hãy thật sự sống một cuộc đời mà mình mong muốn anh chị ha, một cuộc đời tươi đẹp. Bởi vì anh chị có biết không ạ, khi mà đi ra với thế giới, anh chị chúng nhận ra rằng là trời ơi, thế giới ngoài kia có rất nhiều những điều tuyệt vời chúng ta cần phải khám phá anh chị ơi. Và nếu chúng ta không hành động ngày hôm nay, ngay bây giờ ngày hôm nay thì đến bao giờ đây? Đúng không ạ? Nếu như ngày hôm nay anh chị tôi đang sống với những cái giấc mơ, với một cái cuộc sống, phong cách sống như tôi đã từng ước mơ anh chị cách đây nhiều năm về trước, cái kết quả ngày hôm nay của tôi anh chị, những cái thành tựu ngày hôm nay tôi đạt được anh chị, cái cuộc sống, cái mối quan hệ, cái công việc, các cái cộng sự, nhân sự, cái sức khỏe, cái body hay là tất cả mọi thứ, nó đến từ cái việc mà nhờ tôi dám mơ, dám tin, dám nghĩ và dám làm anh chị. Tôi dám cho mình, cho phép mình được ước mơ, bởi vì giấc mơ đâu có đánh thuế đâu. Nên mình cứ mơ thôi anh chị. Mình mơ về một cái tương lai gọi là du lịch vòng quanh thế giới nè. Có một công việc kinh doanh toàn cầu nè. Tự do không gian, tự do thời gian, tự do về tài chính. Một phong cách sống gọi là lifestyle đẳng cấp. Và nhiều người khác ngưỡng mộ mình, yêu quý mình bởi vì cái giá trị mình trao đi. Bởi vì mình đã giúp đỡ và từng cái sự chia sẻ của mình, kiến thức của mình giúp cho cuộc đời của họ từng ngày tốt hơn và vui vẻ hơn, năng lượng hơn, hạnh phúc hơn. Nghĩa là tôi luôn có những cái giấc, gọi là mình có những cái giấc mơ. Tại vì ngày xưa tôi thường suy nghĩ là nếu mà mình cứ cho người ta tiền, ngày xưa tôi rất là thương những cái người mà bán vé số ngoài đường anh chị, mình chỉ biết là cho họ tiền thôi. Nhưng mà sau tôi nhận ra rằng là nếu mà mình cho người ta một con cá thì hôm nay người ta ăn xong rồi thì ngày mai người ta lại tiếp tục là không còn cá để người ta ăn nữa. Người ta phải tiếp tục đi xin. Thì chỉ một cái cách duy nhất đó chính là mình phải thật sự rất rất là thành công anh chị. Mình phải thành công. Tại vì khi mình thành công rồi mình mới biết được con đường thành công, cần làm những bước gì để thành công, mình mới chỉ người ta được. Còn nếu ta chỉ từ thiện và cho tiền thôi, chúng ta chỉ giải quyết được bài toán tạm thời thôi anh chị. Bài toán tạm thời là mình cho tiền, mình giải quyết được bài toán ngày hôm nay, một tháng nay, chứ có giải quyết được bài toán cả đời cho người ta không anh chị? Không. Và chúng ta chỉ có thể giải quyết được bài toán của họ khi và chỉ khi họ phải tự đứng trên năng lực của mình. Trong bất kỳ trường hợp nào họ cũng có thể gì ạ? Đạt được những cái con số về tài chính, đạt được những kết quả thành công bằng chính năng lực của mình anh chị. Và năng lực nó đến đến từ sự rèn luyện, đến từ sự học tập, phát triển và sự tiếp thu kiến thức, tri thức, trí tuệ, trải nghiệm, kinh nghiệm. Nó không phải là một điều gì đó quá kỳ bí đâu anh chị, cũng không phải là một điều đó gọi là quá cao siêu đâu. Nó chỉ là những cái việc đơn giản mà chúng ta làm liên tục ngày này qua ngày nọ với một cường độ cao thôi anh chị. Chúng ta muốn có một cái trí tuệ cao, nhưng cái việc mà chúng ta đọc sách mỗi ngày có một tiếng, chúng ta muốn mình có thật là nhiều tiền, nhưng mà mình làm việc nhiều thì mình bảo là mệt lắm. Mình muốn là có rất là nhiều nhân sự tài năng, nhưng mà mình cứ tối ngày là gì à, gọi là mình sao anh chị, là mình chỉ tối ngày là mình ngồi mình hôm nay tôi có 1.000 cộng sự tài năng, không có hành động gì luôn. Được không ạ? Đấy, thì nó không có đúng anh chị. Và chúng ta phải dám tin, dám mơ rồi phải dám tin, chứ mơ ước mà đặt mục tiêu cao xong rồi thôi, ước mơ diễn đông, mơ đi. Một cái giấc mơ gọi là mơ hoài. Hồi, thậm chí là hồi xưa còn có những cái người bạn của tôi anh chị, khi tôi kể những ước mơ của mình ra, bạn nói như vậy nè. Trời, trời chưa tối mà. Anh chị hiểu câu trời chưa tối không? Ý là nói là chưa tới giờ đi ngủ ấy. Mà sao mơ nhiều thế đấy? Ngày xưa tôi bị được những cái người bạn xung quanh mình họ kéo mình xuống như vậy anh chị, họ nói là đi xuống cao quá rồi, nhưng mà tôi chưa bao giờ để cho họ được phép gọi là kéo mình xuống anh chị. Họ dám nghĩ, dám hành động anh chị. Chúng ta phải hiểu được rằng là tất cả mọi thứ phải đến từ năng lực. Chúng ta không thể giúp một ai đó trong một khoảng thời gian liên tục mà nếu mà họ không có năng lực được. Và tôi nhận ra rằng mình phải cực kỳ thành công anh chị thì mình mới biết được chính xác con đường thành công, cần làm những bước nền tảng cơ bản là gì, thì như vậy mình mới có thể giúp được họ. Và hôm nay tôi có thể giúp một người, hai người, ba người, nhưng mà anh chị có biết cái câu chuyện là nếu mà 4 năm 5 năm mình liên tục lan tỏa cái giá trị trí tuệ là sự giàu có trong vô hạn, kiến thức là sức mạnh,
trí tuệ có thể giúp chúng ta chinh phục được mọi đỉnh cao trong gọi đỉnh cao thành công đỉnh cao trên thế giới này. Thì anh chị nghĩ đêm nay mình có thể là một hạt cát, nhưng mà 10 năm sau thì nó là hạt gì thì mình không biết anh chị ha. Thậm chí nó rất là những cái giá trị mình cho đi, nó đâu có dừng lại đó đâu anh chị. Tiếp tục có những người họ tiếp tục họ lan tỏa và họ tạo những cái sức ảnh hưởng rất là lớn anh chị ha, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, chúng ta phải ghi những cái lý do của mình anh chị ha, những cái lý do đủ lớn mà để chúng ta gì bắt đầu thực hiện anh chị, để chúng ta không có những cái lý do đổ lỗi để mà không làm bỏ cuộc nữa à, được không ạ? Và chúng ta hãy bắt đầu có những cái hành động của những người thành công anh chị ha, bởi vì chỉ có những người không thành công mới đổ lỗi bao biện và bỏ cuộc thôi, và đặt cái mục tiêu để đó và không làm thôi. Chúng ta đã rất nhiều năm tháng đặt mục tiêu đầu năm nhưng cuối năm bảo là gì, năm sau làm, thôi năm nay không đạt, hôm nay không đạt được thì thôi năm sau làm, đúng không ạ? À? Và 10 năm 20 năm trôi qua rồi chúng ta có thể cảm thấy nhàm chán không chị, cảm thấy nhàm chán với chính bản thân mình và cảm thấy lo lắng khi đông qua gọi là thu qua đông đến rồi xuân lại về không ạ? À? Cảm thấy là sắp tới một cái Tết nữa trôi qua nhưng mà mình lại già đi, nhưng mà túi tiền thì không đầy lên. Bởi vì chúng ta là một cái người gọi là có những hành động của những người không thành công, chưa thành công, là bao biện lý do rồi bỏ cuộc vân vân và vân vân. Và Tú hy vọng rằng là chúng ta, những anh chị em ở trong phòng Zoom này, kết thúc buổi Zoom thì chúng ta không, hy vọng rằng là tất cả chúng ta đều không phải là người như vậy anh chị ha. Mà chúng ta hãy nằm trong top 5% anh chị. Vậy thì những lý do cho sự giàu có của chúng ta là gì? Để chúng ta đạt được cái giấc mơ hoài bão của mình là gì anh chị? Hãy viết ra 5 lý do đến 10 lý do, viết vào sổ của mình. Chút xíu tự viết nha. À. Rồi lý do để chúng ta có một cái sức khỏe tốt là gì? Tại sao chúng ta muốn có một cái sức khỏe tốt? Để làm gì? Và lý do để mà cho gia đình của chúng ta có một cái cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, để làm gì? Và lý do để mà chúng ta đạt được cái cuộc sống dư dả về tài chính, sức khỏe hoàn hảo, sức khỏe khỏe mạnh nè, chen chen năng lượng nè, và tài chính thì dư dả nè, là gì? À, chúng ta viết ra anh chị ha. Và câu hỏi là anh chị sẵn sàng trả bao nhiêu thời gian, đầu tư bao nhiêu công sức, trí tuệ và tiền bạc để đạt được cái mục tiêu như anh chị mong muốn? Câu trả lời các anh chị tự trả lời. Cuộc đời chúng ta chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi thôi anh chị. Cuộc đời chúng ta chỉ thay đổi khi chúng ta sẵn sàng thay đổi, và chúng ta sẵn sàng gọi là đầu tư không chỉ công sức, thời gian mà còn tiền bạc và trí tuệ của mình. Tại vì nếu ta muốn bước lên những cái tầm cao mới hơn thì có những cái điều mà chúng ta cần phải gì ạ? Vượt qua được. À. Sẵn sàng 100% thì kết quả mới 100%, sẵn sàng 1000% thì kết quả 1000% anh chị ha. Nên là chúng ta hãy bắt đầu làm ngay bây giờ đi anh chị, thay đổi ngay bây giờ đi anh chị. Hãy thay đổi ngay bây giờ đi anh chị, tại sao phải chờ 1 năm nữa mới làm? Trong khi đó là 1 năm đã quá nhiều rồi. Đúng không ạ? Thời điểm tốt nhất để bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình theo anh chị là khi nào ạ? Thời điểm tốt nhất để bắt đầu giấc mơ của mình, thực hiện giấc mơ của mình là khi nào? Và thời điểm tốt nhất để hành động để trở nên giàu có là khi nào anh chị? Có rất là nhiều người nói rằng là gì ạ? Đợi đến khi tôi đủ giỏi, đợi đến khi tôi đủ kiến thức, đợi đến khi tôi đủ kỹ năng, đợi đến khi tôi đủ tuổi, đợi khi thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng có một sự thật anh chị là không bao giờ có chuyện đã xảy ra. Theo anh chị là kiến thức ở trên thế giới này là bao la rộng lớn. Chúng ta chỉ có thể phát triển mình giỏi lên từng ngày khi và chỉ khi chúng ta cho phép mình được học tập và được ứng dụng nó. Và sau đó chúng ta gì ạ? Cải thiện, tiến bộ lên mỗi ngày thông qua cái cách, thông qua sự rèn luyện. Và thiên thời địa lợi nhân hòa có đâu anh chị? Lúc trong dịch thì bảo là đang dịch không kinh doanh được, hết dịch thì bảo là cạnh tranh. Vậy thì đến khi nào chúng ta bắt đầu thay đổi đây? Thời điểm tốt nhất để chúng ta, thời điểm tuyệt vời nhất để chúng ta bắt đầu thực hiện ước mơ của mình là ngay bây giờ, ngay lúc này anh chị ha. Và thời điểm tuyệt vời nhất là khi chúng ta sẵn sàng anh chị. Và khi người học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện. Đúng không ạ? Đa số mọi người cũng là đợi, thường phải có cách làm, có chiến lược, có cụ thể như thế nào. À,
À, thì bắt đầu là hướng đi, hướng gió là như thế nào mới đi được. Nhưng có một sự thật là nếu mà chúng ta không muốn, anh chị không muốn làm thì làm sao mà tìm ra được cách được. Là chúng ta, anh chị cứ nghĩ nha, giống như cái việc là thế bây giờ nha, thế anh chị đã có bao nhiêu cách để đi ra Hà Nội, từ Hồ Chí Minh đi ra Hà Nội, anh chị theo anh chị có bao nhiêu cách? Nhiều cách. Nhưng mà có, chúng ta có thể từ Sài Gòn ra Hà Nội, nếu mà chúng ta chỉ ngồi, chúng ta ngồi đếm cái số cách không mà. À, chúng ta chỉ ngồi đó và nhìn không mà. Có thể nào mà chúng ta nhắm mắt lại mở mắt ra mình đang ở Hà Nội không? Không anh chị. Chúng ta có một sự thật anh chị, nếu mình không có một cái hành động nào hết thì mình sẽ không thể nào tìm được cách làm. Ví dụ chúng ta không biết là có bao nhiêu cách để đến Hà Nội đi. Chúng ta cần phải hành, chúng ta phải thử đúng không? Phải cần hành động, mình phải đi đã, mình phải làm đã thì mình mới biết được có bao nhiêu cách được. À, thì tất cả mọi người trên thế giới anh chị họ thật sự khi mà họ thật sự muốn làm thì họ bắt đầu tìm hiểu và bắt đầu họ mới biết. Và họ bắt đầu gì ạ? Chịu học. Và khi học thì mới làm được anh chị ha. Học thì mới làm được. Chứ chúng ta ngồi đó mà chúng ta không bảo là chúng ta không biết làm mà tôi không làm luôn thì thôi, bảo khó quá cho quà mới ghê chứ. Thì chính những người như vậy mới không thành công đấy. Chúng ta đừng là những người đó anh chị ha, được không ạ? Những người thành công thì sao? Họ làm hết. Mặc dù chưa biết nhưng tôi sẵn sàng làm, sẵn sàng hành động. Và khi khao khát của họ đủ lớn anh chị ha, thì họ sẽ chịu học hỏi và chịu phát triển, chịu tìm tòi, chịu đi tìm những người đã làm được và họ học theo những cái người thành công mà họ thành công luôn. Vậy cho nên cái điều quan trọng nhất là lý do của anh chị đã đủ lớn chưa? Cái lý do để anh chị giàu có, thành công là gì? Cái lý do để anh chị thực hiện giấc mơ hoài bão của mình là gì anh chị ha? Và khi bạn gõ cửa thì cửa mở. Khi bạn hỏi thì sẽ có câu trả lời và khi chúng ta đi tìm thì chúng ta sẽ thấy. Đúng rồi, và quyền năng lớn nhất của chúng ta chính là quyền năng ra quyết định và lựa chọn. Nếu ta hãy lựa chọn và ra quyết định một cái phong cách sống như người thành công, chúng ta sẽ có cái gì, đi đâu, có cuộc sống như thế nào, và chúng ta sẽ dành bao nhiêu thời gian, công sức, trí tuệ và thời gian của mình để tạo ra những cái kết quả ngoại hạng như chúng ta đã viết ở trên. Và chúng ta sẽ mang lại những cái giá trị gì cho tất cả mọi người xung quanh, cho gia đình mình, cho xã hội này, cho cộng đồng, được không ạ? Thì đó chính là gì ạ? Cái phần mà cái lý do anh chị ha. Và nếu anh chị ha, và những cái lý do này anh chị, nếu như nha, gọi là cái hành trình thành công anh chị, nó không hề dễ và nó cũng không hề khó. Cái việc mà chúng ta có những cái lý do anh chị, nó sẽ là cái động lực đi theo chúng ta đến suốt cái hành trình thành công của mình đến cuối đời. Và hành trình thành công thì nó chưa hề dễ và cũng không khó. Tuy nhiên có một cái trở ngại, cái trở ngại duy nhất làm cho chúng ta chưa thành công anh chị, đó chính là mình. À, đó chính là mình anh chị ha, chứ không có bất kỳ ai có quyền được cản trở chúng ta, có quyền được ngăn anh chị, có quyền được giữ, có quyền được giữ chân anh chị hoặc là không cho anh chị đi đến mục tiêu của mình, mà chỉ có chính mình thôi anh chị ạ. Cản trở duy nhất đó chính là chính mình anh chị ha. Và chỉ khi chúng ta bỏ cuộc thì chúng ta mới mới không thành công thôi, được không ạ? À, để mà khi mà chúng ta, và thật sự là gì ạ? Và chúng ta phải tự hỏi, đó là câu hỏi thứ nhất, là lý do mà tôi bắt đầu là gì anh chị? Khi chúng ta bắt đầu bỏ cuộc ấy thì lý do tôi bắt đầu là gì? Hãy nhìn lại những cái lý do mình viết ra đi anh chị. Và câu hỏi thứ hai, đó là câu hỏi thứ nhất, là khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ gọi là không happy, không thoải mái, hơi bị stress, chúng ta muốn bỏ cuộc, thì cái câu hỏi đặt ra thứ nhất là lý do của chúng ta bắt đầu những cái điều này là gì? Và câu hỏi thứ hai là gì anh chị? Nếu bây giờ mà chúng ta dừng lại, bỏ cuộc, thì những cái giấc mơ hoài bão, sứ mệnh của chúng ta, ai sẽ là người thực hiện nó đây anh chị? Ai sẽ là người thực hiện nó đây? Con mình chắc. Thôi còn xa lắm anh chị ơi. Đúng không ạ? Ai sẽ là người thực hiện đây? Nếu không là mình thì sẽ là ai anh chị? Bởi vì nếu mình không yêu cái cuộc đời này, mình không yêu thương mình không 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 có ước mơ, không có hoài bão, theo anh chị ai sẽ người yêu thương mình và ai sẽ người thực hiện giúp mình đây, khi trong trong khi trách nhiệm của chúng ta còn, chúng đó là trách nhiệm của mình còn không, mình còn không hoàn thành được mà. Nên tôi cảm thấy rất là, thấy cái đó nó rất là kỳ kỳ, khi mà những cái ông bố bà mẹ anh chị khi mà có những giấc mơ là làm cái ngành này ngành kia mà không đạt được ấy, xong họ làm trái ngành trái nghề và khi họ sinh con ra và muốn con họ phải thực hiện cái điều đó thay cho họ, cảm thấy rất, tôi cảm thấy rất là
gọi là không có công bằng đối với những cái bạn, mấy cái bạn trẻ nhỏ như vậy anh chị. Bởi vì ai sinh ra trong cuộc đời mà chả có ước mơ anh chị, thì tại sao lại không làm được gì đó và lại bắt cho thế hệ sau mình phải thực hiện điều đó thay cho mình được, và chúng bản thân chúng ta còn không không có trách nhiệm để mà đạt được cái mục tiêu của mình thì làm sao người khác, và là mình không nhận trách nhiệm để làm được cái mục tiêu, đạt được mục tiêu mình, thì tại sao lại phó thác cái trách nhiệm đó về cho một cái người mà họ cũng đang có những cái trách nhiệm khác nữa? Tại bất kỳ ai sinh ra trong thế giới này đều có sứ mệnh của mình, cái ly nó còn có sứ mệnh đó anh chị, nó vô chi vô giấy nó còn có sứ mệnh nữa, thì chúng ta là những cái người có cảm xúc, có gọi là có những cái biểu cảm, có những cái hành động, có những cái suy nghĩ, thì tôi khẳng định là sứ mệnh chúng ta còn lớn lao rất là nhiều, được không ạ? Đó là câu hỏi thứ hai anh chị ha. Là nếu mà chúng ta không, bây giờ chúng ta không làm đúng không, thì ai sẽ là người thực hiện giúp mình những điều đó đây? À, được không ạ? Và một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị là gì ạ? Bao trong số anh chị hiểu cái yếu tố cũng như cái từ khóa mà tôi vừa nói, chính là cái mục tiêu anh chị phải có ý nghĩa với mình và phải có lý do đủ lớn. Thì comment chung số số 1 đi anh chị. Và cái tiếp theo anh chị ha, chính là trách nhiệm với mục tiêu của mình. Sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại đó chính là gì ạ? Những người thành công không làm những việc người thất bại làm. Hơn 95% những người không thành công anh chị, họ không chịu trách nhiệm với cuộc đời của họ. Họ không chịu trách nhiệm bất kỳ một cái sự vật sự việc gì đến với cuộc đời họ. Họ chỉ có một cái câu trả lời đối với những sự vật sự việc đến với cuộc đời họ khi họ không thích. Đó chính là tôi không biết. Tôi không thích. Tôi không biết cái này ở đâu ra. Cái này phải trách nhiệm của tôi, chỗ này phải chỗ tôi ngồi đấy, nghĩa là khi họ thấy một cái gì đó nó không phải của mình họ đều bảo như thế, thậm chí họ bảo là cuộc đời này mà tôi không thành công á là do người này người kia chứ không phải do tôi, do thị trường, do bố mẹ, do gì con cái vợ chồng tôi kéo tôi xuống, vân 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 vân. Họ thậm chí họ còn không chịu về cái kết quả hiện tại của họ anh chị, những gì xảy ra với họ luôn, những gì chúng ta làm trong quá khứ anh chị thì tạo nên kết quả ngày hôm nay của mình, và những gì chúng ta làm trong ngày hôm nay sẽ tạo nên kết quả tương lai của mình. Tương lai của chúng ta có huy hoàng và thành công hay không sẽ phụ thuộc vào dựa trên những cái việc mà chúng ta làm và suy nghĩ và hành động, hạt mầm chúng ta gieo ngày hôm nay. Và nếu mà chúng ta hiểu điều đó, chúng ta sẽ bắt đầu có cái trách nhiệm hơn với chính bản thân của mình, với chính mục tiêu hoài bão của mình anh chị, và chính những cái kết quả ngày nay chúng ta nhận được. Thì theo anh chị nha, một người mà họ chịu trách nhiệm về cuộc đời của họ, với mục tiêu hoài bão của họ, bởi vì họ biết được rằng là tương lai của họ nằm trong tay của họ mà. Thì những cái điều mà như là tôi của ngày hôm nay ấy, anh chị, là tôi phải chịu trách nhiệm, mình phải luôn nói với mình là những cái điều đến với tôi ngày hôm nay, và tôi phải chịu trách nhiệm những gì đến với mình, chịu trách nhiệm với những cái hành động và lời nói của mình, thói quen của mình, đến cái việc mà chúng ta đang chưa khỏe hay là những cái vóc dáng, cái cải thiện bên ngoài chúng ta chưa được ok về sức khỏe, thì chúng ta hãy nhận trách nhiệm đó là do mình anh chị. Chứ đừng ngụy biện là do ông sếp ông làm, ông giao cho nhiều việc bắt mình tăng ca nên là tôi phải như thế này như thế kia. Chúng ta có quyền lựa chọn một công việc tốt hơn mà, một công việc thông minh hơn, là do chúng ta chọn công việc đó thôi. Ví dụ như có như anh chị làm công việc mà ca đêm ấy, ban ngày ngủ xong rồi ca đêm đi làm, xong mà gương mặt thì xanh xao lúc nào cũng lý do là do công ty như thế này như thế kia, do mình chọn mà. Công ty đưa cái bảng lên thuê nhân viên, thuê nhân sự, anh chị tức là người xin việc mà. Và khi mà chúng ta hợp tác kinh doanh với một ai đó mà họ không ok đi, chúng ta đổ thừa cho họ là người xấu, nhưng chúng ta lại quên mất rằng là mình là người đồng ý say yes với cái cơ hội kinh doanh đó, và mình là người chuyển tiền cho họ. Ủa chứ ai mà có thể nào mà kè dao vô cổ anh chị mà bảo anh chị chuyển tiền? Đúng rồi, chúng ta quyết định mua cái gì đó thì cũng do mình, mua miếng đất và mua cái nhà xong mình đu đỉnh thì mình bảo là do môi giới, do công ty lừa đảo. Không có anh chị ơi, chúng ta là tuổi vị thành niên 18 tuổi trở lên rồi, ai mà lừa được mình anh chị? Thậm chí bây giờ mấy bạn mà 15, 16 tuổi rất là smart luôn, rất là thông minh anh chị, nên ai mà lừa được mình? Nên là do mình không có sự hiểu biết, mình thiếu sự hiểu biết, mình thiếu thông tin nên mình đưa ra những cái quyết định kinh tế nó làm cho mình không thành công thôi. Vậy nếu ngày hôm nay chúng ta muốn tương lai của chúng ta có một cái sự thành công về tài chính hơn,
một cái cơ thể khỏe mạnh hơn thì ngày nay chúng ta phải chịu trách nhiệm những cái thói quen của mình, những cái suy nghĩ về tư duy về tài chính của mình, rồi gì ạ, rồi những cái thói quen ăn uống của mình đó anh chị, được mà đấy, rồi hay là gì à. Bởi vì cái việc mà chúng ta hay là về tư duy tài chính anh chị, thì cái việc mà chúng ta thói quen quản lý chi tiêu cũng rất quan trọng anh chị ha. Vì nếu ta kiếm nhiều tiền mà chúng ta thiếu cái tư duy quản lý tài chính thì cũng sẽ không thể nào giữ được tiền anh chị, đúng không ạ? Và cái cuối cùng là gì ạ? Ví dụ nha, tôi quay lại bổ sung một xíu về cái phần mà trách nhiệm anh chị, là chúng ta đặt mục tiêu rồi chúng ta cần phải đưa ra quyết định là gì ạ? Là cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra chẳng nữa, chúng ta cũng phải hoàn thành một cách xuất sắc nhất. Cho dù có những cái điều đang thuận lợi dần lên, chúng ta cũng phải hành động tới cùng để đạt được cái kết quả của mình. Còn nếu ta tạo cho mình một cái thói quen đặt mục tiêu ra xong bỏ đó, đặt mục tiêu ra xong gì ạ, trải dài và trượt dài với năm tháng, thì chúng ta sẽ biến thành một con người u lì, nhút nhát và không chăm chỉ anh chị, được không ạ? Đấy, chúng ta phải quyết định, phải ra quyết định anh chị ha, có trách nhiệm với mục tiêu của mình và phải ra quyết định mình hành động tới cùng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa mình vẫn đạt được mục tiêu của mình anh chị ha. Và cái cuối cùng, yếu tố cuối cùng anh chị, đó chính là cái tư duy, chính là chúng ta bắt đầu có những cái hành động mới. Nếu anh chị muốn hoàn thành những cái mục tiêu mới của mình, chúng ta cần phải có những thói quen mới, những cái hành động mới. Không thể nào mà cứ hy vọng cái kết quả các anh chị là gì ạ? Với cái kết quả mới mà với cái hành động cũ được. Chúng ta cần phải có chiến lược mới, hành động mới, tư duy mới, thói quen mới. Ví dụ như hành động cũ của chúng ta trước đến bây giờ là gì ạ? Là thức khuya, xong rồi ngủ tới 7-8 giờ đi làm, xong rồi ở ngoài, ban ngày thì ăn uống không điều độ, buổi tối về nhà 8 giờ là xem YouTube, xem TV. Không có một cái gọi là kế hoạch làm việc cụ thể cho cái mục tiêu của mình. Vậy hành động mới của chúng ta là gì anh chị? Thay vì thức thật khuya thì hãy ngủ thật sớm, sau 23 giờ đúng không? Sau khi chúng ta làm 6 bước hàng ngày, có cái buổi Zoom mà chúng ta cùng nhau thực hiện các bước mỗi ngày, các cái bước của những người thành công anh chị. Sau đó chúng ta gì ạ? Mình đi ngủ sáng 5 giờ sáng, 4 giờ 30 sáng mình dậy, mình vào Zoom, mình đọc sách cùng các anh chị em trong nhóm đọc sách của mình. Mình cùng nhau ăn mừng thành công trong cái quá trình ứng dụng kiến thức của nhóm học tập và câu lạc bộ. Rồi mình cùng nhau làm lòng biết ơn nè, làm các cái quy trình, các bước của các tỷ phú la trên thế giới, mỗi ngày họ có những cái bước gì để khiến chúng ta thông suốt nè, khỏe mạnh nè, tràn đầy năng lượng nè. Ngay buổi sáng sớm mà chúng ta tiếp thu những cái tinh hoa của nhân loại anh chị, những cái tri thức trí tuệ của những người thành công. Vậy theo anh chị, chúng ta có giỏi lên mỗi ngày không anh chị? Chúng ta có trí tuệ tăng lên mỗi ngày không? Và khi trí tuệ tăng, tư duy tăng thì tiền tăng anh chị. Trí tuệ tăng, tư duy tăng thì thành công lại tăng ngày càng lớn hơn, thành công ngày càng lớn hơn nữa, được không ạ? Thì đó là hành động mới anh chị. Hay là Zoom 20 giờ đi, bình thường 20 giờ mình về tới nhà mình làm gì ạ? Mình relax thông qua những cái kênh truyền hình, game show của TV, YouTube. Những cái hành động đó không giúp mình giàu anh chị. Nhưng mà không giúp mình giàu, mình không nên hành động và mình theo cái lối mòn như vậy nữa. Mà chúng ta bắt đầu có những cái hành động mới bằng cách tham gia cái buổi Zoom cùng với nhóm học tập của chúng ta 20 giờ mỗi ngày, đúng không? Để chúng ta phát triển tư duy, phát triển trí tuệ. Và quay lại cái vế trên, tư duy tăng thì tiền tăng, tài sản tăng, trí tuệ tăng thì thành công ngày càng lớn dần hơn, đúng không ạ? Đấy, vô cùng tuyệt vời luôn. Thì đó là công thức đặt mục tiêu anh chị ha. Và bên cạnh đó nó sẽ có những cái yếu tố. Công thức đặt mục tiêu bao gồm 8 yếu tố. Và bên cạnh đó là mục tiêu đó phải có ý nghĩa với mình anh chị. Và gì ạ? Và chúng ta phải có trách nhiệm khi đặt ra mục tiêu. Và gì ạ? Chúng ta cần phải quyết liệt, hành động tới cùng, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra trên hành trình đi đến mục tiêu của mình. Phải có trách nhiệm anh chị ha. Và cái cuối cùng chính là chúng ta cần phải có những cái hành động mới, được không ạ? Có những cái hành động mới anh chị ha. Đấy. Thì chúng ta nhớ là trong ngày mai, ngày Chủ nhật, chúng ta cần phải có những buổi ôn tập để cùng nhau thiết lập mục tiêu, cùng nhau có bức tranh, viết ra bức tranh mục tiêu của mình anh chị ha. Để mà trong những ngày tiếp theo đây, chúng ta sẽ học các cái kỹ thuật, các cái bước, từng bước để chúng ta đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình, được không ạ? Và bao nhiêu trong số anh chị, chúng ta cam kết rằng là ngày thứ hai khi mà tôi gặp lại anh chị trên buổi Zoom,
À, thì chúng ta đã có bức tranh mục tiêu của mình rồi, 30 ngày của mình rồi. Thì comment phím số 2 đi anh chị. Ai mà không đáp comment số 0 là thì thôi chứ sao. Chứ bây giờ cuộc đời anh chị mà, đúng không ạ? Cuộc đời của mình thì do ai quyết định anh chị? Cuộc đời của chúng ta thì do ai quyết định? Cuộc đời của Tú là do Tú quyết định. Tú tạo ra cuộc sống của Tú. À, Tú tạo ra cuộc sống phi thường cho chính mình. Chính như vậy là chúng ta cũng phải tạo ra cuộc sống của mình anh chị ha. Và chúng ta là người quyết định cuộc đời của mình. Giàu sang hay thành công, sức khỏe có hoàn hảo hay không, mọi thứ có tuyệt vời hay không là do chúng ta quyết định và thông qua những cái hành động và suy nghĩ chúng ta ngày hôm nay anh chị ha. Rồi, ok, vô cùng tuyệt vời. À, thì lời nói cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn. À, chúng ta hãy gửi lời cảm ơn tới gì ạ? À? Những cái người bạn đã chia sẻ cái đường link để chúng ta cùng nhau học tập với nhau trong buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Cũng như gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức cũng như là MC đã hỗ trợ chúng ta trong cái buổi Zoom tuyệt vời ngày hôm nay. Và sau đó là hãy gửi lời cảm ơn chính mình anh chị, bởi vì bản thân của mình đã ra một cái quyết định gì đó nên chúng ta đã có mặt trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Và điều đặc biệt nhất là mình gửi lời cảm ơn đến các anh chị nhóm trưởng và cũng như là những cái người cũng như người thầy của Tú mà đã tạo một cái môi trường học tập để chúng ta có thể là cùng nhau lan tỏa giá trị trí tuệ cũng như là kiến thức cũng như là các cái kinh nghiệm kinh doanh thành công, những cái trải nghiệm kinh doanh thành công để chúng ta cùng nhau giúp nhau phát triển, cùng nhau thành công, cùng nhau gì có những cái sự trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. À, đấy, vô cùng tuyệt vời luôn. Và chúng ta nhớ anh chị ha, kỷ luật là sức mạnh. Và chúng ta phải kỷ luật anh chị. Nếu chúng ta không kỷ luật ấy, thì sao anh chị? Thì vẫn có rất nhiều người kỷ luật. Nếu chúng ta không hành động, chúng ta không thay đổi, thì vẫn có rất nhiều người thay đổi và hành động. Và câu chuyện là gì ạ? Nếu chúng ta không bắt đầu ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ, sẵn sàng bắt đầu thực hiện những cái hành động, những cái suy nghĩ để đạt được mục tiêu của mình, thì những năm sau này chúng ta sẽ bắt đầu sẽ rất hối tiếc và luyến tiếc, bởi vì chúng ta đã không có những cái gì ạ? Có những cái hành động đó sớm hơn, những cái suy nghĩ đó sớm hơn, hành động mới anh chị, đúng không ạ? Rồi, vô cùng tuyệt vời, thì tôi cũng gửi lời chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp tất cả anh chị em chúng ta vào buổi Zoom tối ngày thứ hai, đúng không ạ? Ở trong cái chương trình Zoom ngày thứ hai, vô cùng tuyệt vời luôn. Rồi, chúc tất cả anh chị em mình, trước khi đi ngủ nhớ làm các bước mỗi ngày cùng với nhóm của chúng ta nhé. Còn cái đường link để làm các bước mỗi ngày, trước khi đi ngủ cần làm những bước gì để mà mình ngủ trong cái sự giàu có. Anh chị có muốn ngủ trong sự giàu có không ạ? Và chúng ta cần phải có những cái bước mà gửi những cái yêu cầu, gửi những cái mục tiêu mình để mà tiềm thức hưởng ứng lại với mình, và vũ trụ sẽ cho mình cái mục tiêu đó, giúp mình đạt được cái mong muốn đó. Chúng ta hãy nhắn tin những cái người bạn để gửi đường link cho mình anh chị ha, để chúng ta có thể tham gia buổi Zoom cùng với các anh chị đó. Có 30 phút thôi anh chị, 15 tới 30 phút thôi. Vô cùng tuyệt vời. Rồi, xin chào và tất cả anh chị em vào buổi Zoom vào tối thứ hai. Bye bye mọi người.